Nam chính của câu chuyện là Machio Hiraku, hiện tại cậu đang có một cuộc sống trong mơ cùng những cô gái xinh đẹp ở thế giới mới. Tại đây Hiraku đã trở thành một nông dân và với những kỹ năng làm nông bá đạo mà cậu có được, Hiraku đã tự xây dựng nên một thế giới xinh đẹp cho riêng mình. Tới Hiraku cũng không thể tin rằng, sau khi chết đi cậu lại có một cuộc sống mà mình hằng mong muốn như vậy. Trở lại thời điểm nhiều năm về trước, vì không thể chống lại căn bệnh nan y mà mình mắc phải nên Hiraku đã qua đời trên giường bệnh ở tuổi 39. Tưởng rằng mọi thứ tới đây là hết nhưng Hiraku bất ngờ nhận ra mình đã trở về dạng linh hồn và người đứng trước cậu lúc này chính là Thượng đế cai quản thế giới. Ông ấy nói rằng cuộc đời vừa bị phản bội, vừa mắc bệnh nan y mà Hiraku phải chịu đựng là do sơ suất của ông. Và để đền bù cho điều này thì Thượng đế quyết định ban cho Hiraku một cuộc đời mới cùng với một cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật. Hiraku nghe xong thì rất vui mừng và nói rằng mình muốn được làm nông, vì lúc nằm trên giường bệnh có một chương trình về các thần tượng làm nông mà cậu luôn mong chờ thượng đế nghe xong liền kết nối luôn với thần nông nghiệp để thương lượng sau khi được ông ta đồng ý thì thượng đế liền ban cho hiraku một cuộc đời làm nông và một cơ thể khỏe mạnh cùng với đó là một sức mạnh bá đạo có tên nông cụ vạn năng trong thoáng chốc hiraku tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một khu rừng từ khi nằm trên giường bệnh tới giờ cậu mới có thể cử động lại cơ thể của mình trong đầu hiraku lúc này hừng hực khí thế để làm nông nghiệp khi mà cậu đã được tái sinh và việc đầu tiên mà hiraku nghĩ đến đó chính là đi trinh sát vì nơi đây bốn phương tám hướng đều là rừng lại còn chẳng có người sinh sống lúc này hiraku nhìn lại trang phục mà cậu đang mặc thì đúng là của một nông dân thứ thiệt còn sức mạnh nông cụ vạn năng liền được cậu kích hoạt và tạo ra một cây cuốc hiraku không biết nó tạo ra từ thứ ma thuật gì vì khi cầm lên thấy nó rất nhẹ cho dù cuốc lên đất cứng hay dễ cây cũng không khiến cậu mất nhiều sức lực làm việc một hồi thì hiraku nhận ra mình phải đi tìm nước uống và lương thực nên cậu đã đi xung quanh và dùng tai để nghe xem có sông hay suối gì ở gần đó không nhưng xung quanh không có âm thanh gì khác ngoài những tiếng lá xào xạc. Đi được một đoạn thì cậu tìm thấy một cái cây rất lớn cùng một vị đắc địa, nên Hiraku quyết định lấy đây làm căn cứ và tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Vì nơi đây không có sông suối gì nên Hiraku lại dùng tiếp nông cụ vạn năng để tạo ra một cái sẻng, với mục đích là đào giếng để tìm nguồn nước ngầm dưới lòng đất. Đào được một hồi thì cuối cùng cậu đã chạm tới mạch nước ngầm, vấn đề nước uống đã giải quyết xong thì tiếp theo đó là lương thực. Nhưng lạ thay Hiraku vẫn chưa thấy đói nên cậu tiếp tục dùng nông cụ vạn năng để khai phá xung quanh, vì muốn làm một cánh đồng nên Hiraku phải chặt bỏ một cây gỗ trông hơi vướng víu. Cậu liền tạo ra một cái dùi và tính cách chặt hai bên để đốn hạ nó, nhưng bất ngờ là chỉ trong một nhát chặt thì cái cây đã đổ xuống khiến cậu phải co giò bỏ chạy. Không thể tin rằng nông cụ vạn năng lại bá đạo như vậy, và lần này cậu tạo ra một cái dựa thì đã dễ dàng gọt vỏ và cắt cây gỗ này làm từng khúc, sau đó là một cái móc để kéo những cây gỗ khác ở xa về căn cứ sau khi kiếm đủ những cây gỗ về để dựng được một căn tròi thì lúc này trời đã sắp tối lúc này hiraku lại lo lắng không biết tối nay mình sẽ ở đâu hay là làm cách nào để nhóm lửa diêm thì cháy một lúc cũng hết nên phải tính xem có cái gì đó hiệu quả hơn không nghĩ về những kiến thức vật lý đã học nên cậu liền tạo ra một cái kính lúp để lấy lửa từ mặt trời đúng lúc này thì mặt trời lặn nhưng may là tối hôm đó trăng lại sáng đến bất ngờ có lẽ là nơi đây có hai mặt trăng nên hiraku có thể nhìn rõ để tạo thêm một số đồ dùng sinh hoạt bằng gỗ sau khi hì húc một đêm thì lúc này trời đã sáng hikaru liền cầm cái cốc xuống giếng để uống nước thì cậu chợt nhớ ra một việc quan trọng hơn đó là lấy lửa từ mặt trời sau đó thì tiếp tục khai phá xung quanh để tạo nên một cánh đồng lớn cậu vừa làm vừa nghĩ xem trưa nay sẽ ăn gì thì đột nhiên từ xa có một con thỏ lao đến đúng là đang đói mà tự nhiên có miếng ăn dâng lên tận miệng sau khi thưởng thức xong món quà từ thiên nhiên thì hiraku tính làm một cái bồn cầu để có thể đi nặng cậu liền vận dụng toàn bộ những kiến thức xây dựng để tạo ra nó và sau khi hoàn thành thì Hiraku đã thoải mái chút hết nỗi buồn cùng với thiên nhiên. Tiếp theo Hiraku đã làm xong chỗ để nghỉ ngơi và lại trở về công việc quốc đất để làm đồng. Vừa làm vừa nghĩ xem sau khi tạo ra một cánh đồng thì sẽ trồng thứ gì trước tiên, khoai tây cà chua hay là dưa chuột. Nhưng tới khi hoàn thành cánh đồng thì cậu mới nhận ra một điều rằng, nếu không có hạt giống thì lấy gì mà trồng được cây lương thực. Nhưng bất ngờ là chỉ sau một đêm thức dậy những mầm cây đã tự trồi lên mà không cần hạt giống. Có lẽ là nhờ sức mạnh nông cụ vạn năng nên chúng mới có thể mọc được như vậy và lúc này việc phải làm đó là bảo vệ chỗ lương thực này khỏi lũ thú rừng nên hiraku tiếp tục dùng nông cụ vạn năng để tạo ra một bức tường bằng cây gỗ cùng với đó là đào hào xung quanh để tránh cho lũ thú rừng tiếp cận sau khi làm xong thì cậu vào rừng đi săn thỏ để chuẩn bị cho bữa trưa và những ngày sau đó thì lương thực đã dần mọc lên kèm với đó là cậu đã hoàn thành một căn tròi để ở vì không đủ sức để nâng gỗ lên nên cậu phải đào nền bên trong để có thêm không gian lúc này hiraku rất vui khi nhận ra thế giới trong mơ của mình sắp được hoàn thành sáng hôm sau vẫn như mọi khi hikaru đi kiểm tra bên ngoài hàng rào thì thấy hai con chó lớn khi thấy một con hình như bị thương thì cậu đã cho chúng vào bên trong sau đó thì mời chúng chỗ thịt lợn rừng hôm qua xử lý không hết lúc này cậu nhận ra con chó cái không hề bị thương mà thực ra là nó đang mang thai và sắp hạ sinh những đứa con của mình nên tối hôm đó cậu đã nhường căn tròi cho cặp đôi chó hoang còn cậu thì trở về chỗ hốc cây để ngủ sáng hôm sau thức dậy hiraku liền quay ra chỗ căn tròi để kiểm tra khi thấy chó mẹ đã sinh được bốn con con an toàn thì cậu cũng rất vui nên dành hết chỗ thịt ngon nhất của con lợn rừng cho chúng và thế là từ giờ trở đi trang trại của hiraku đã có thêm nhiều thành viên hơn những trái cà chua đã tới lúc thu hoạch còn lũ chó đã giúp hiraku đi săn mồi và canh giữ xung quanh tới lúc này những công việc ban đầu để tạo ra một trang trại đã được hoàn thành dù còn nhiều điều nữa mà hiraku chưa thực hiện nhưng cậu sẽ sống thật thư thả để tận hưởng cuộc sống này quay lại chỗ của thượng đế thì lúc này ông ta muốn xem hiraku sống có ổn hay không vì trước đây ông đã khiến cho cậu ấy phải chịu một cuộc đời đầy bất công nên ông muốn chắc chắn rằng hiraku giờ đây đang có cuộc sống mới thật hạnh phúc nhưng sai lầm lại tiếp nối sai lầm khi lần này ông đã đưa cậu ấy xuống một khu rừng chết chóc đầy rẫy quái vật ông nghĩ kiểu này thì người nông dân hiraku sẽ bị ăn thịt và sớm quay về dạng linh hồn mà thôi thôi thì lúc nào cậu ấy quay lại đây thì xin lỗi lần nữa cũng được nhưng ông không hề biết rằng giờ đây hiraku đang rất vui vẻ với cuộc sống mới sức mạnh nông cụ vạn năng khiến cho hiraku có thể gieo trồng mọi giống cây nào cậu đang nghĩ trong đầu kết hợp với những kiến thức nông nghiệp từ kiếp trước để khiến chúng có thể phát triển nhanh chóng và để cảm ơn các thượng đế đã ban cho Hiraku cuộc sống này thì cậu tạc tượng cho họ. Lúc này Hiraku nghĩ rằng cuộc sống này vẫn đang rất nguyên thủy vì đồ ăn chỉ có thịt thỏ và rau. Nên sau đó cậu đã tính thử trồng cây ăn quả như táo hoặc lê xem sao và trong lúc đợi chúng trưởng thành thì cậu đã nghĩ ra việc để làm với những chú chó của mình. Vì bọn chúng có thể đánh hơi nên Hiraku có thể thoải mái đi trinh sát mà không sợ bị lạc. Cuối cùng Hiraku đã tìm thấy nguồn nước đó là một con suối lớn, nhưng chỗ này lại cách căn cứ tận 30 phút đi bộ nên cậu phải tìm cách để dẫn nước về bằng đường ống, sau khi xây xong một nhà vệ sinh để khi khác có thể làm việc ở đây. Hiraku đã trở về cùng với thú cưng trên chiếc xe rùa làm bằng nông cụ vạn năng, nhưng vừa phóng một đoạn thì đã bị té vì khu rừng vẫn chưa có đường để đi. Vừa về tới căn cứ thì Hiraku đã mở rộng cánh đồng để có thể trồng thêm lúa và hoa cải dầu, thời gian ở đây cứ thế qua đi và thời tiết đã chuyển sang mùa đông khiến Hiraku cảm thấy lạnh nhưng quần áo rét giờ chỉ có tấm da thỏ bốc mùi thối giữa nên mấy nay cậu phải tự nhóm lửa và cố thủ trong can tròi. Đúng lúc này căn cứ của Hiraku xuất hiện một con nhện khổng lồ có khả năng dệt vải, trong thoáng chốc nó đã tạo nên một chiếc khăn mùi xoa làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Vì con nhện này rất thích ăn khoai tây nên nó đã dệt cho Hiraku một chiếc áo ấm từ tấm da thỏ của cậu, từ đó những thứ như chăn và rèm đã không còn là nỗi lo lắng nữa. Vì nó đã làm tổ trên cái cây to ở căn cứ nên cậu đã đặt tên nó là Jabuton, một thời gian sau tuyết ở đây đã rơi rất dày. Tuy đã chuẩn bị trước rất nhiều lương thực để đối phó với mùa đông nhưng Hiraku vẫn thấy rất bất an. Đó là cảm giác cô đơn lạnh lẽo vì đã lâu rồi cậu chưa giao tiếp với con người. Chẳng mấy chốc thì mùa đông đã qua đi và mùa xuân đã tới. Lũ chó được cậu đặt tên là Kuroichi giờ đã có chút thay đổi, chúng đã trưởng thành và bắt đầu đi kiếm bạn đời cho mình. Nhìn chúng có đôi có cặp khiến cho Hiraku cảm thấy không khỏi cô đơn. Tới Jabuton cũng có rất nhiều con còn Hiraku thì vẫn chưa có nổi một người bạn đúng lúc này jabuton gõ chuông báo động khiến hiraku ngạc nhiên tưởng là có nguy hiểm gì đang tiếp cận căn cứ nên hiraku liền đi vào rừng để kiểm tra tới nơi thì phát hiện một cô gái đang chuồng cười và bị vướng vào tơ nhện hiraku không biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây và làm gì khiến cho lũ thú nuôi dọa nạt nhưng khi thấy cô ấy cất tiếng kêu cứu thì cậu liền tới và đưa cho cô chiếc áo của mình bỗng cô gái bất ngờ cắn vào cổ hiraku và sau khi có được chút máu từ cậu cô ấy đã biến thành một người trưởng thành và có trang phục riêng cho mình nhưng khi vừa mở lời cảm ơn hiraku vì đã giúp mình thì cô đã bị lũ chó tấn công khiến cho cơ thể bé lại như cũ và thế là cô phải mở lời cầu xin hiraku cho lũ chó tránh ra chỗ khác lúc này cậu mới biết được hai người gặp nhau là do tình cờ và cô không có ý định làm hại cậu việc cô hút máu là để hồi phục sức mạnh và duy trì trang phục trên cơ thể cảm thấy cô ấy vừa bị lũ chó bắt nạt nên hiraku đã cho cô ấy hút máu lần nữa vì đây là một cơ thể khỏe mạnh nên cô có thể hút thoải mái mà không làm hiraku xuống sức sau đó cậu đã dẫn cô về thăm căn cứ của mình và khi thấy những thứ mà Hiraku đã trồng thì cô thấy vô cùng ngạc nhiên. Không thể tin nổi ở giữa rừng lại có thể mọc ra một nơi tuyệt đẹp thế này, đã thế lại toàn những loại trái cây mà trước đây cô chưa từng được biết tới. Hiraku thấy vậy liền cắt cho cô một trái cà chua và cô đã ăn nó trong sự vui sướng, chứng kiến khuôn mặt vui vẻ của cô gái khiến Hiraku như chút bỏ những cô đơn trong thời gian vừa qua. Tối hôm đó, Hiraku mới biết được cô ấy tên là Zorushizu và là một ma cà rồng có thể sử dụng ma thuật. Cô ấy có cả một công trình nghiên cứu thảo dược nên có một tên quý tộc muốn chiếm đoạt các nghiên cứu của cô. Khi biết Zorushi muốn bỏ trốn thì hắn cho người truy đuổi khiến cô phải chạy tới khu rừng này. Thật may mắn khi ở đây cô đã gặp được Hiraku cùng với nhiều thứ lương thực cô chưa từng biết tới, nên cô muốn được ở lại đây một thời gian để nghiên cứu những thứ này, cảm thấy đây là cơ hội này sẽ không bao giờ lặp lại nên Hiraku có một đề nghị. Cậu quỳ xuống và cầu xin cô gái hãy ở lại đây với cậu mãi mãi. Vì Hiraku đã sống một mình ở đây từ lâu nên giờ cậu rất muốn có ai đó sống cùng để bầu bạn. Lời cầu hôn bất ngờ từ Hiraku khiến cho Du không khỏi ngượng ngùng. Ban đầu cô còn do dự vì mình thuộc tộc ma cà rồng và đang gặp nguy hiểm. Nhưng khi nhận ra sự chân thành của Hiraku thì cô đã chấp nhận ở lại đây với cậu. Thấy Du đã đồng ý thì cậu rất vui mừng liền lao tới ôm lấy cô. Và từ khi có Du chung sống thì cuộc sống ở đây đã vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng có điều cô phải thu nhỏ người mình đi để kiềm chế Hiraku phòng khi cậu nổi cơn thú tính lúc này Du muốn cậu có thể trồng thêm những cây thảo dược để mình có thể nghiên cứu. Sau đó thì cô đã giúp cậu làm một số việc như dùng ma thuật thắp sáng phòng vệ sinh, giúp Hiraku có thể tìm được muối ở xung quanh để phục vụ cho những bữa ăn. Sau khi xong việc thì họ nghỉ ngơi để thưởng thức tách trà thảo dược mà Du pha. Cảm thấy tách trà này rất ngon khiến Hiraku phải tính cách để trồng thêm những cây trà khác. Đúng lúc này họ nghe tiếng báo động từ Jabuton. Khi chạy ra tới nơi thì cả hai đã gặp một cảnh tượng rất quen thuộc một cô gái với đôi cánh thiên thần bị vướng vào tơ nhận hệt như du lần trước sau khi được giải thoát thì cô đã tự dùng phép thuật để trị thương cho mình lúc này hiraku mới nhận ra cô ấy có mặt ở đây là để bắt du đi nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã bị lũ chó xử đẹp không thể tin rằng cả hai cô gái đều đến đây với cùng một cảnh tượng như vậy lúc này du giới thiệu hiraku là chồng mình với khuôn mặt ngại ngùng hiraku nghe xong thì rất bất ngờ khi đây là lần đầu du nói như vậy còn cô gái giới thiệu mình tên là tia và thuộc tộc thiên thần khi được hỏi về lý do bắt du thì tia nói rằng du là người làm loạn trong thị trấn nhưng du nói đó là một tên quý tộc phiền phức và hắn đã bắt du phải làm thuốc cho mình nên cô đã chiều theo ý hắn nhưng thứ cô làm lại là thuốc nổ khiến cho tên quý tộc kia mất thể diện vì thế hắn đã treo thưởng rất lớn để truy nã du nên tia mới tìm cách để bắt cô cảm thấy mình yếu hơn tia nên du mới phải chạy trốn cô ấy nghe xong thì tia cũng thấy mình yếu không kém khi vừa nãy cô đã bị một lũ chó xử đẹp Lúc này Du nói với Tia hãy gác lại mọi chuyện và ở lại đây với cô, vì cuộc sống ở nơi đây rất vui và chắc chắn cô sẽ thích nơi này. Sau đó Du đã dẫn Tia đi thăm cánh đồng lương thực do chính tay Hiraku trồng, nhưng tới khi gặp Zabuton thì Tia sợ quá ngất luôn tại chỗ vì cô rất sợ nhện. Lúc này Du liền rủ Tia đi thu hoạch lương thực cùng với Hiraku, Tia thấy vậy thì không thể tin rằng thiên thần như cô mà cũng có lúc phải đi thu hoạch bắp cải. Nhưng sau khi được Hiraku hướng dẫn thì Tia đã làm được một cách dễ dàng, lúc này hiraku liền mời cô món bắp cải rác muối để cảm nhận vị tươi ngon của nó cứ thế một ngày vất vả đã qua đi và họ đã thu hoạch đủ những thứ cần thiết tia còn nếm thử một quả dâu tây có vị chua ngọt sen lẫn và nói rằng mình rất thích việc làm nông này thấy vậy nên du lại năn nỉ tia ở lại đây vì nếu chỉ có mình du thì cơ thể sẽ không chịu nổi tia không hiểu đó là chuyện mờ ám gì nhưng từ hôm đó cô đã ở lại cùng với du và hiraku cả ba người cùng chung sống vui vẻ với những công việc làm nông tuy vất vả nhưng lại rất thú vị sau khi đã quen với việc làm đồng thì tia muốn hiraku trồng thêm nhiều dâu tây hơn hiraku cũng muốn như vậy nhưng vì chưa có nhiều người nên khó mà thu hoạch kịp cả ba sau đó đến chỗ căn tròi để thăm lũ chó và thấy chúng đã trưởng thành đã thế chúng lại sinh đẻ nhiều hơn khiến cho tia không khỏi sợ hãi cảm thấy căn tròi mà chúng ở có phần chật trội nên hiraku đã rời chúng ra nơi khác rộng rãi hơn đúng lúc này cậu thấy đám con của jabuton đã tạm biệt cậu để theo làn gió đi nơi khác nhưng cũng có đám chọn ở lại cùng mẹ khiến cậu yên tâm Cả Tia cũng nói rằng mình muốn ra ngoài làm Hiraku tưởng cô sẽ bỏ cậu mà đi mất. Nhưng một lúc sau cô trở lại và mang về những cô gái tiên tộc xinh đẹp, tên của họ đều bắt đầu bằng chữ ly và họ có ý muốn xin Hiraku được ở lại. Trong ai cũng trẻ thế thôi chứ thực ra họ đều đã sống vài trăm năm rồi. Thấy cậu phân vân thì Tia bắt đầu kể lại hoàn cảnh rất buồn của họ. Họ vốn sống ở vùng phía Bắc nhưng 200 năm trước nơi đó đã bị hủy diệt vì bị kéo vào một cuộc chiến của con người. Từ đó họ đã rời bỏ quê hương để sống du mục khắp nơi trong rừng, và giờ họ muốn có chỗ định cư và sinh sản nên muốn được sống ở đây cùng Hiraku. Được cả Du và Tia năn nỉ nữa nên Hiraku đã đồng ý luôn, cả nhóm sau đó đã được chạm mặt ra cùng lũ chó khiến ai cũng sợ quá mà ngất luôn tại chỗ. Do số người tăng lên đột biến nên Hiraku đã quyết định làm một chỗ ở mới, vì cả bảy cô gái tiên tộc muốn ở cùng nhau nên đây sẽ là một ngôi nhà rất lớn. Nhờ vào nông cụ vạn năng nên những cây gỗ xung quanh nhanh chóng được dọn dẹp. Thêm vào đó các cô gái tiên tộc đều có kỹ thuật xây dựng tỉ mỉ và chính xác, chỉ trong 10 ngày ngôi nhà đã hoàn thiện khiến mọi người vui mừng. Chỉ có Hiraku là hơi buồn khi thấy nó to gấp mấy lần căn tròi của cậu, khi vào bên trong thi thấy sảnh của ngôi nhà đã được thông tầng. Bên trên thì đã có đủ các phòng riêng cần thiết, giữa nhà là khoảng không gian rộng lớn để làm việc và ăn uống. Các cô gái tiên tộc cũng đã thích nghi với cuộc sống làm nông nên Hiraku không lo về chuyện thu hoạch nữa. Lúc này cậu đã có dịp nói chuyện với Lia thì biết được tiên tộc cũng ăn thịt và dùng lửa, không giống như những gì cậu từng biết trước đây đó là tiên tộc rất yêu thiên nhiên và ghét dùng lửa. Lia nghe xong thì nói rằng nếu Hiraku sống như vậy trong rừng thì giờ này chắc đã xanh cỏ rồi. Lia nghĩ Hiraku có phần lạc hậu nên cô muốn được giúp anh công việc rèn kim loại. Tưởng chỉ người lùn mới làm công việc này nhưng những cô gái lại làm tốt hơn thế. Họ đã cho than và bột sắt từ sông vào lò rèn rồi đốt nóng. Sau đó rèn kim loại nóng chảy để tạo ra một cái chảo rất đẹp khiến cho Hiraku khen nức nở. Lia nói rằng công việc này thì quá dễ vì họ đã sống du mục 200 năm, tới bây giờ chỉ có sinh sản là họ chưa làm được thôi hiraku vừa nghe xong thì có phần lo cho sức khỏe của mình nhưng trong lòng hiraku rất vui vì họ đã đến đây với cậu lúc sau lia liền hỏi về cánh đồng lúa bên cạnh thì biết hiraku đã thu hoạch xong và xay thành bột rồi li phu thấy vậy liền muốn xin một chút bột để làm bánh nướng hiraku vui mừng đồng ý luôn nên sau đó các cô gái đã làm bánh cùng nhau một lúc sau khi bánh ra lò thì mới nhìn thôi mà ai cũng thấy thèm rồi mọi người sau đó đã thưởng thức một cách rất ngon miệng vì không thể cưỡng lại thứ bánh ngon thế này nên hiraku liền tính chuyện mở rộng thêm cánh đồng nhưng cậu thắc mắc không biết đây là lãnh thổ của ai thì du nói rằng nếu xét về phạm vi ảnh hưởng thì có lẽ nơi này là của ma vương nghe xong thì hiraku không khỏi sợ hãi vì đã động tới trùng cuối của thế giới này không biết khi anh làm căn cứ ở đây có làm phiền tới ma vương hay không thấy vậy thì du đã cầm tay hiraku và nói rằng khi anh đã tạo ra nơi này thì đây chính là lãnh thổ của anh rồi tối hôm đó cả ba cô gái ngồi tám chuyện về hiraku và họ đều rất khâm phục cậu không chỉ thuần phục được một bầy sói địa ngục cùng một con nhện quỷ mà cậu còn tạo nên một cánh đồng nông sản tươi tốt. Có điều Hiraku chưa biết nhiều về thế giới này mà cậu vẫn sống một cách vô tư bình thản, vì họ biết rằng trong đầu Hiraku chỉ nghĩ xem mai nên làm gì cho căn cứ của mình mà thôi. Sáng hôm sau thức dậy, Hiraku thấy ở chỗ Jabuton có một con ong chúa vướng vào tơ nhện. Khi biết con ong này không có gì nguy hiểm nên Hiraku đã giữ nó lại căn cứ, và thế là cạnh vườn cây ăn quả Hiraku đã xây nên một cái tròi cho con ong làm tổ. 10 ngày sau thì cái tổ ong đã hoàn thành nhưng Hiraku chưa biết sắp tới sẽ lấy mật ong như thế nào. Còn Tia thấy cái tổ ong có vẻ hay ho nhưng khi tới gần lại sợ quá mà bay đi mất. Một lúc sau Hiraku ra chỗ cái hồ chứa mà lúc trước cậu đã làm với dự định dẫn nước từ con suối về đây để có thể sinh hoạt và phát triển nông nghiệp. Nhưng Hiraku lại chưa biết dẫn nước về đây bằng cách nào. Ban đầu cậu tính lấy đá làm đường dẫn nhưng Lia thấy ở khu rừng rất khó kiếm đá. Còn nếu làm bằng gỗ thì trên đường dẫn nước sẽ bị dò dỉ rất nhiều, thế là từ đống đất lớn mà lúc trước cậu đã đào lên để làm hồ chứa hiraku đã dùng nông cụ vạn năng để làm đất cứng như bê tông rồi tạo thành một cái lòng máng sau đó thì cùng các cô gái tộc tiên tạo ra con đường dẫn nước từ suối về hồ chứa nhờ kỹ thuật xây dựng của các cô gái mà đường dẫn đã được hoàn thành rất nhanh chẳng mất bao nhiêu thời gian mà nước từ con suối đã chảy về thẳng hồ chứa lúc này hiraku thấy trong dòng nước chảy về còn còn kéo theo rất nhiều con cá lạ và thế là chúng đã trở thành bữa trưa cho mọi người luôn Ban đầu Du và Tia còn chưa dám ăn vì chúng là loài cá rất hung dữ. Nhưng khi thấy Hiraku có thể ăn một cách bình thường thì họ cũng thử luôn. Vào tới miệng rồi thì ai cũng khen ngon không thể cưỡng lại. Cả các cô gái tộc tiên cũng muốn ăn nên sau đó chỗ cá đã được mọi người xử lý hết. Sau khi ăn xong thì Hiraku đã chuẩn bị đồ nghề để trồng lúa nước. Trước đây cậu đã thử nghiệm trồng thóc và giờ đây nước cũng đã được dẫn về hồ chứa. Trong thoáng chốc Hiraku đã dùng nông cụ vạn năng và tạo thành hai mảnh ruộng rồi dẫn nước vào trong các cô gái thấy vậy thì tưởng anh muốn nuôi cá nhưng trên tay hiraku đang chuẩn bị mạ để gieo cấy anh nhắc mọi người hãy xuống phụ mình rồi làm vài đường cơ bản để hướng dẫn cho họ tuy chưa được quen tay cho lắm nhưng một lúc sau dụng lúa đã được hoàn thành và nhờ có nông cụ vạn năng thì dụng lúa vừa trồng đã chín trong nháy mắt sau đó hiraku đã cùng các cô gái thu hoạch lúa rồi phơi khô chúng để loại bỏ hết độ ẩm và để có thể lấy được thóc thì hiraku đã tạo ra một cái máy đập từ thời hai bà trưng sau khi dùng nó để tuốt hết thóc thì lại dùng cối để giã lấy gạo Cuối cùng Hiraku đã trên tay những hạt gạo do chính mình làm ra. Du và Tia thấy thể có vẻ rất muốn ăn thử nhưng Hiraku bảo còn một bước tiếp theo đó là nấu chín. Cậu nhờ Du dùng ma thuật lửa để giúp mình đốt lò và chỉ trong một thoáng thì nồi cơm đã chín. Lúc này Du muốn ăn lắm rồi nhưng Hiraku nói vẫn còn bước cuối cùng nữa. Cậu nặn cơm thành món cơm nắm và bên trong đó là nhân thịt cá hôm trước. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng các cô gái đã được thưởng thức thành quả do họ làm ra, Ai nấy cũng luôn miệng khen ngon khiến Hiraku cảm thấy đây chính là lúc vui nhất của một nông dân như cậu. Nhưng tới khi Hiraku sờ đến thì chỉ còn đúng một hạt cơm. Thấy họ rất hưởng ứng món cơm nắm nên cậu muốn làm thêm một mẻ dụng nữa. Các cô gái có thể dễ dàng làm sạch mình bằng ma thuật thậm chí là chỉ cần một cái hát hơi. Nhưng Hiraku lại không thể nên cậu tính làm một cái nhà tắm lớn. Sau khi vẽ xong bản thiết kế cho các cô gái xem thì họ đã bắt tay vào làm việc luôn. Vậy là nhà tắm chẳng mấy chốc đã được mọi người hoàn thành. Nước dẫn vào bồn tắm thì có thể lấy từ con suối nhưng Hiraku chưa biết nước sử dụng xong thì sẽ đổ đi đâu. Thấy thế Tia liền mách nước cách lấy slim để làm sạch nước bẩn và chất thải. Sau đó cô liền đi bắt luôn một đám slim về để Hiraku test thử. Tưởng rằng bọn chúng sẽ đồ sát cậu giống như những mạo hiểm giả khác nhưng lũ này rất hiền lành. Chúng có thể làm sạch nước thậm chí có thể thanh lọc được nhà vệ sinh luôn. Nhưng có lẽ phải là người dũng cảm nhất mới dám giải quyết nỗi buồn lên đầu bọn chúng. Hiraku sau đó ra gom củi để đun nước nóng thì phát hiện nấm đã mọc rất nhiều sợ rằng nấm này sẽ có độc nên cậu đã thử tìm cách chế ra những loại nấm có thể ăn được vì mải chế nấm nên tới tận chiều tối hiraku mới bắt đầu khai trương nhà tắm vì các cô gái đều quen với cuộc sống hoang dã nên hiraku đã phải hướng dẫn họ từng bước để vào nhà tắm đầu tiên phải cởi hết đồ sau đó dội nước nóng lên và làm sạch qua cơ thể xong hết rồi thì mới được phép tận hưởng sự phê pha mà nó mang lại nghe tới đây thì các cô gái liền làm theo và nhập bồn tắm cùng với hiraku luôn khiến hiraku ngại quá phải tính làm riêng cho mình một nhà tắm mới nhưng họ nói rằng phải tắm chung thế này mới vui và đỡ phải đun nước nhiều lần. Sáng hôm sau Hiraku đi kiểm tra lại chỗ nấm thì thấy chúng đã mọc lên rất nhiều, đang định làm món lẩu nấm thì thấy lũ chó đã đưa thêm 5 cô gái tiên tộc khác đến. Tên của các cô gái đều bắt đầu bằng chữ La vì cùng chung họ hàng với nhau. Khi biết 5 cô gái có hoàn cảnh giống hệt như nhóm Lia thì Hiraku đã nhận họ về với căn cứ của mình. Thấy vậy Lia đề xuất việc đầu tiên đó là làm một căn nhà cho 5 cô gái, cùng với đó là sửa lại nhà cho Hiraku luôn khi số lượng người giờ đã tăng lên. Các cô gái thấy vậy thì rất mừng vì họ sắp được khôi phục lại bộ tộc và tạo thêm được nhiều hậu duệ. Nhưng bằng cách nào thì Hiraku lại chưa rõ cho lắm, con chó Kuzo lúc này mới bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình. Trước đây nó đã từng sống hoang dã và có cho mình một bạn tình. Khi biết cô ấy đã có thai và sắp sinh con thì nó lại nghĩ mình không đủ tự tin để dẫn dắt gia đình giống như các loài khác. Vì thế nó đã không thể chống lại một con gấu rừng dẫn tới việc cả hai đã bị thương rất nặng. Nên sau đó nó phải tìm đường về với trung tâm của khu rừng để tránh lũ gấu, bình thường thì những kẻ lẩn trốn sâu trong rừng như những cô gái tiên tộc thì không thể định cư lâu dài nhưng bất ngờ là tại nơi đây nó đã gặp được hiraku cùng với sức mạnh nông cụ vạn năng tưởng rằng hiraku sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời chúng nhưng cậu đã cứu sống cả hai sau đó cậu đã mời nó món thịt lợn rừng và chăm sóc nó khiến nó không muốn đi đâu nữa và thế là cả hai con chó và hậu duệ của chúng đã trở thành thú nuôi của hiraku khi thấy chủ nhân mình được rất nhiều cô gái đi theo thì nó không khỏi ngưỡng mộ nhưng hiraku không hề biết rằng những con chó cậu đang nuôi thật ra là sói địa ngục một sinh vật mà cả thế giới phải khiếp sợ nhưng sẽ không sao hết vì trong lòng chúng luôn tỏ ra biết ơn chủ nhân của mình vài ngày sau căn nhà mới của họ đã được hoàn thành vì nó được đầu tư từ đào móng đến những cây cột trụ nên sẽ là căn nhà tuyệt vời nhất từ trước tới nay khi vào bên trong thì hiraku mới thấy nó rộng tới như thế nào ba cô gái liền đưa hiraku đi thăm tất cả các căn phòng từ nhà ăn tới phòng bếp rồi tiếp đó là tầng hầm dự trữ lương thực sau đó là phòng riêng cho Hiraku cũng như từng cô gái khác nhau. Và một căn phòng đặc biệt dùng để tạo ra các hậu duệ khiến cậu cũng cạn lời luôn. Căn nhà cũng có một góc nhìn thẳng ra hướng cây cổ thụ khiến Hiraku thấy như nó đang bảo vệ mình. Để ngôi nhà thêm đẹp hơn thì Hiraku còn làm thêm tượng của những con chó và đặt chúng trước cửa nhà. Xong xuôi thì cậu chuẩn bị làm bữa trưa cho mọi người. Vì muốn thử chinh phục một món ăn mới nên Hiraku quyết định làm món cà ri. Khi Du và Tia thắc mắc về cách làm món ăn này thì Hiraku nói rằng Món này làm rất đơn giản chỉ cần thả một thứ tên là du vào trong là xong, làm cô gái nghe nhầm tưởng cậu có sở thích kinh khủng như vậy. Sau đó ba người ra cánh đồng lương thực để chuẩn bị những nguyên liệu làm cà ri. Đầu tiên là hạt của cây thì là, thành phần chính làm nên mùi đặc trưng của món cà ri, tiếp đến là củ nghệ thứ làm nên màu vàng của cà ri. Sau khi làm sạch phần dưới thì du và Tia đã dùng ma thuật để làm khô chúng, tiếp đến là hạt ngò để làm bột cho cà ri. Còn phần lá xanh của chúng chính là rau mùi. Tuy Hiraku thấy rau rất thơm nhưng tới khi lũ chó ngửi thì lại chạy mất dép. Thấy có một loài cây đuổi được chó địa ngục thì Du liền muốn nghiên cứu chúng luôn và ngay. Còn Hiraku tiếp tục lấy thêm hạt tiêu và ớt nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Thì ra hai cô gái đã đi nghiên cứu cây rau mùi nên chỉ còn Hiraku cùng Lia làm món cà ri. Nhờ có Hiraku hướng dẫn nên chẳng mấy chốc hai người đã làm xong. Trong lúc chờ đợi thịt được ninh mềm thì Hiraku thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Thì ra đó là bánh nan. Một loại bánh giống như bánh mì, Hiraku liền tính đủ số người ăn và bắt tay vào chế biến. Đầu tiên là lăn bột mì cho phẳng sau đó chảy lên mặt sau của chảo. Vài phút sau bánh nan đã chín kèm với đó nồi thịt cũng sắp được ninh mềm. Phía Du và Tia khi ngửi thấy mùi cà ri khiến cho bụng réo lên. Không để mọi người phải đợi nữa nên Hiraku liền cùng các cô gái thưởng thức món cà ri thần thánh. Vì chưa ai từng ăn món này nên Hiraku đã hướng dẫn họ cách ăn cà ri cùng với bánh nan. Sau đó thì các cô gái liền ăn thử và không ngớt lời khen ngợi càng ăn lại càng thấy ngon nên chả mấy mà nồi cà ri đã sạch trơn có điều lũ chó lại không ăn được vì món này khá cay do có ớt và hạt tiêu cả hiraku cũng chịu chung số phận khi sờ tới nồi cà ri thì đã không còn gì nữa nhưng khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của mọi người làm cậu rất hài lòng mùa đông năm đó đã tới rất gần làm hiraku phải chuẩn bị trước củi để dự trữ còn jabuton thì sắp ngủ đông nên trước đó nó đã làm cho cậu những tấm đệm phía du và tia đang bảo quản thịt bằng cách ướp gia vị rồi hun khói Hiraku thì tính cách bảo quản rau củ để có đủ thực phẩm cho mùa đông. Cậu đã cho hết rau củ vào trong các thùng rồi chùm vải lên trên, khi tuyết rơi thì hơi lạnh từ chúng sẽ bảo quản cho rau củ được tươi tốt. Xong xuôi thì quay qua chỗ Du thấy cô có thể dùng ma thuật một cách dễ dàng, nên Hiraku liền thử bắt chước nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Tối hôm đó Hiraku hỏi Du thì mới biết, nếu không học ma thuật đàng hoàng thì sẽ không thể thi triển được. Lúc này Hiraku mới nhận ra mình rất kém cỏi khi chỉ biết làm dụng và nấu nướng, nhưng du liền nói rằng cậu mới là người giỏi nhất ở đây vì chỉ có cậu mới có thể định cư được ở một nơi thế này điều mà từ trước tới nay chưa từng có một ai làm được cuối cùng thì mùa đông cũng đã tới hiraku đi xung quanh kiểm tra và thấy mọi thứ đều ổn vì đây là thời gian ở nhiều trong nhà nên cậu đã tạo ra đủ mọi trò chơi như cờ lật cờ vua và mạt trược sau khi được hiraku hướng dẫn chơi cờ lật thì du và tia liền rủ nhau quyết đấu luôn vì cả hai đã mang nhiều ân oán trong quá khứ nên họ sẽ lấy trò này để giải quyết ngay game đấu đầu tiên mà du đã bị tia áp đảo thấy thế cô liền phá game bằng cách giả vờ trượt tay và hất đổ bàn cờ tưởng sẽ được chơi lại nhưng tia dễ dàng dùng phép thuật khiến bàn cờ trở lại như cũ rời khỏi chỗ của du thì hiraku qua bàn của hai cô gái tiên tộc trận đấu này có vẻ cũng căng thẳng không kém khi thấy kujo có thể chỉ nước cho lia khiến hiraku vô cùng bất ngờ không thể tin rằng những con thú nuôi có thể hiểu luật và chơi cùng nhau như con người vậy lúc này hiraku định thách đấu với chúng nhưng khi nhận ra nguồn năng lượng đáng sợ thì lại thôi còn Du sau trận thua với Tia liền quay ra thách đấu Kuzo để tìm chiến thắng. Tưởng là ngon ăn vì đây là một con chó nhưng cuối cùng cô lại chịu kết quả tương tự. Tiếp theo cả nhóm cùng chơi mặt trược vì để trả thù cho Du nên Hiraku quyết tâm sẽ giành chiến thắng. Nhưng kết quả thì cậu lại về bét còn thắng cuộc là Kuzo và thế là cậu phải nhập hội người thua cuộc cùng với Du. Tạm biệt các trò chơi trí tuệ thì trò tiếp theo là bowling. Vì Du không hiểu sao phải làm đổ những pin đó nên Hiraku đã vẽ hình những kẻ xấu lên để cô ném bóng kết liễu chúng. Có lẽ là trò này đơn giản và có độ giải trí cao nên rất được các cô gái yêu thích. Nhờ những trò chơi mà Hiraku mang lại nên mùa đông chẳng mấy đã qua đi. Tuyết cũng tan dần và mùa xuân đã tới với vương quốc của cậu. Trong ngày đầu tiên trở lại làm việc thì Hiraku muốn hoàn thành xong việc trồng trọt của mình. Nhưng khi cậu hỏi Jabuton đã thức dậy chưa thì bất ngờ nghe nó gõ chuông báo động. Mọi người chạy ra xem thì phát hiện có một con rồng rất lớn đang bay thẳng về căn cứ. Tia nói nó là một con wyvern và không biết bằng cách nào nó mò tới được đây hiraku lúc này tính làm gì đó để đuổi nó đi thì con weven liền cất tiếng gầm lớn nó tích tụ năng lượng rồi phóng thẳng về căn cứ thì cùng lúc du và tia đã dùng phép thuật phòng thủ kịp thời nhưng đòn tấn công vừa rồi đã khiến lửa lan ra xung quanh nên các cô gái tiên tộc phải nhanh chóng dập lửa thấy nó có thể phá hủy căn cứ của mình nên hiraku phải hạ nó ngay tại đây lúc này sức mạnh nông cụ vạn năng tự biến thành một cây thương trong tay hiraku cậu cầm nó lên và ném thẳng về phía con weven thì nó đã dùng sức mạnh của mình để cản lại nhưng cây thương của hiraku mạnh hơn làm con weven bị thương ở một bên cánh sau khi cây thương quay lại thì cậu tiếp tục ném thêm lần nữa khiến con weven lên bàn thờ luôn chứng kiến sức mạnh của hiraku khiến các cô gái vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi mọi người sau đó tới chỗ con weven rơi xuống để kiểm tra khi nhìn xác con weven thì hiraku thắc mắc phải chăng có kẻ nào đó sai chúng tới đây để tấn công căn cứ hay không tia đáp rằng chắc là nó chỉ là loài hoang dã và tình cờ có mặt ở đây mà thôi thấy vậy thì cậu cũng yên tâm và đem con quy về làm bữa tối cho mọi người luôn các cô gái thấy hiraku đang chế biến thì rất hào hứng khi lần đầu tiên họ được ăn thịt quy vì những ai tiếp cận chúng để săn bắt thì đều bị cháy thành cho hiraku sau đó đã bày đủ các món từ thịt quy lên mâm mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon trong sự sung sướng lúc này du và tia nhắc về ngọn thương hồi chiều với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi cả hai đều cho rằng nếu họ ăn ngọn thương đó thì chắc giờ này đã không còn được ngồi ở đây nữa rồi Thật may mắn là khi tới đây chỉ gặp phải đám chó chứ không phải là Hiraku như hồi chiều, còn tại pháo đài của Ma Vương ngay lúc này. Ba người trong tứ thiên vương vô cùng lo lắng khi biết con Guiven bị hạ chỉ với hai đòn tấn công. Họ không biết đối thủ là ai mà lại có sức mạnh khủng khiếp tới vậy, do quá sợ hãi nên có người đã từ chức ngay lúc đó. Bên phía rồng gác cổng Dorem cũng hỏi thuộc hạ Gucci rằng sẽ ra sao nếu ông ta ăn phải ngọn thương đó. Gucci nói nếu ai chúng phải thì đều giống như con Guiven kia mà thôi, nên tốt nhất không nên gây thủ oán với Hiraku nữa lúc này hiraku nhớ về món thịt quy vần hôm qua tuy rất ngon nhưng lại có gì đó thiếu sót nhìn qua vườn nho thì hiraku nhận ra đó là rượu vang cậu cho rằng có tồn tại rượu ở thế giới này vì thấy mọi người rất chăm chỉ thu hoạch giờ chỉ cần nghiền nho và lên men thì đã cho ra rượu vang được rồi và thế là cậu đã nhờ các cô gái dẫm nhiệt tình lên những quả nho còn hiraku ở bên dưới sẽ thay thùng để hứng vì các thùng này đều được làm cẩn thận nên sẽ không lo bị dỉ nước ra ngoài ban đầu các cô gái vẫn chưa quen chưa ai từng dẫm lên đồ ăn cả Hiraku thấy vậy liền nhắc nên đi theo một vòng tròn và cẩn thận kẻo vướng chân nhau. Nhưng vừa nói xong thì Lia và Tia đã ngã rồi. Lúc này Tia nghĩ để mọi người có thể di chuyển đều nhau thì cần có cách nào đó để ra hiệu. Và thế là họ đã nghĩ ra cách vừa đi vừa hát khiến cho những bước chân đã đều nhau hơn. Cả Du và Hiraku sau đó cũng bị kéo lên nhập hội luôn. Chẳng mấy chốc mà 16 thùng rượu nho đã được hoàn thành và chỉ đợi lên men nữa là xong. Tuy có hơi nhiều nhưng nếu ngày nào cũng uống thì kiểu gì cũng nhanh hết. Tuy cuộc sống của Hiraku đang rất vui vẻ nhưng thượng đế vẫn bị con gái mình là thần nông nghiệp trách tội. Lúc trước thì ném cậu vào khu rừng chết chóc giờ lại đưa cho cậu thánh thương Grim. Con người mà cầm nó lên thì trước sau gì cũng bị hút cạn sinh lực mà thôi. Thấy vậy ông nói Hiraku sẽ không sao hết vì cậu đã có cơ thể khỏe mạnh rồi. Nhưng con gái vẫn chưa tha cho ông khi thấy Hiraku đúc tượng bà ấy thành một ông già. Nên ông ấy đã bị con gái phạt quỳ ở đó 300 năm để sám hối những tội lỗi của mình. Còn chỗ Hiraku thì lại có tiếng chuông báo động ra tới nơi thì lại gặp một cảnh tượng quen thuộc năm nào cô gái mắc vào tơ nhận lần này là flora em họ của du cô nói vì biết chị mình bị một ả thiên thần hắc ám đuổi bắt nên đã theo chị mình tới đây không ngờ tia đã ở sau lưng từ lúc nào khiến flora sợ quá phải cầu cứu chị họ mình lúc này flora nhìn qua chồng chị mình và nhận xét hiraku trông có vẻ yếu đuối nhưng khi nghe tin cậu ấy đã thu phục sói địa ngục và hạ được Weaven thì Flora liền xin lỗi vì đã thất lễ. Lúc này Hiraku mới biết lũ chó mình nuôi bấy lâu nay ngày chính là sói địa ngục và để xin lỗi flora vì khi nãy đã khiến cô sợ thì hiraku đã làm cho cô ít đồ ăn khiến cô gái thưởng thức một cách ngon không thể cưỡng lại hiraku nói trong đó có món đậu phụ lên men mà cậu đã mất rất nhiều thời gian thử nghiệm flora nghe xong thì chẳng biết lên men là gì thì hiraku giải thích rằng đó là những vi sinh vật có thể làm cho một vài thực phẩm lên men như format hoặc rượu vang thấy những kiến thức này rất hay ho nên flora liền lưu nó lại để làm một chủ đề nghiên cứu sau đó thì tạm biệt nhóm hiraku để ra về nhưng cô ấy đã quay lại chỉ sau một tháng và dẫn theo một đội hầu gái. Cùng với hai con bò cái đang ra sữa khiến Hiraku vui mừng vì chúng có thể tạo ra bơ và sữa. Lúc này hầu gái trưởng giới thiệu mình tên An và Hiraku có thể tùy ý sử dụng họ. Tới đây thì Tia bắt đầu thấy lo lắng vì sợ mình bị yếu thế, vì trong căn cứ thì cả tộc ma cả rồng. Tộc tiên cho đến những con thú khác đều có rất đông cá thể, nhưng tộc thiên thần như cô thì lại chỉ có một mình. Suy nghĩ một hồi thì cô đã xin Hiraku cho mình ra ngoài một thời gian, Tới khi cô trở về thì đã mang theo những thuộc hạ của riêng mình, cùng với đó là vài người tộc thần lằn cùng một con gà có thể đẻ trứng. Sự xuất hiện của nhiều tộc người khiến nền văn minh của căn cứ đã tăng lên nhanh chóng. Các cô hầu gái thuộc quỷ tộc thì được Hiraku giao đảm nhiệm việc nhà. Có điều họ rất đơn giản trong việc nấu nướng nên Hiraku đã hướng dẫn họ các cách nấu mà mình biết, còn những cô gái tộc thiên thần được phái đi canh phòng xung quanh. Phòng trường hợp Given lại xuất hiện ở gần căn cứ một lần nữa, những người tộc thần lằn khỏe mạnh thì được giao phụ trách những việc tay chân lúc này hiraku nhận ra số lượng dân làng đã tăng lên rất nhanh đã thế lia còn mang về thêm rất nhiều những cô gái tiên tộc khác vì con trai của tiên tộc giờ đây đã không ai còn sống sót nên trách nhiệm duy trì nòi giống cho họ lại đè nặng lên vai của chàng nông dân hiraku sáng hôm sau hiraku đã triệu tập đại diện của các tộc đến để bàn chuyện vì ban đầu nơi đây chỉ có một cái tròi nhỏ mà giờ đã thành một ngôi làng rộng lớn nên hiraku muốn mọi người cùng đặt tên cho ngôi làng này Du đưa ra gợi ý rằng cứ lấy tên của Hiraku mà đặt luôn nhưng nghe có vẻ không hợp lý lắm. An thì muốn đặt theo tên của khu rừng tên của nó lại là khu rừng chết. Bỗng ra Buton bảo cậu mở cửa ra và bên ngoài đó chính là cây đại thụ. Thấy vậy Hiraku liền đặt tên luôn là làng đại thụ vì nó chính là nơi bắt đầu của ngôi làng. Và thế là tối hôm đó họ đã mở một bữa tiệc để mừng ngôi làng được đặt tên. Và để ăn mừng thì chắc chắn không thể thiếu mẻ rượu đầu tiên mà làng đã làm. Mọi người sau đó đã gọi Hiraku là trưởng làng khiến cậu có hơi ngần ngại nhưng du nói chỉ có cậu mới là người duy nhất phù hợp với chức vụ này khiến cho hiraku vui mừng thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu và mọi người đã cùng nhau quẩy tới bến để chúc mừng cho ngôi làng cũng như hiraku tuy được mọi người gọi là trưởng làng nhưng công việc của hiraku vẫn không thay đổi trước đây trong làng chỉ có trồng trọt nhưng giờ đã có thêm cả chăn nuôi lúc này hiraku được một thiên thần canh gác báo lại rằng có sứ giả của ma quốc mới đến cậu liền ra tiếp đón mới biết đó chính là tứ thiên vương biêu khi nghe Hiraku giới thiệu là trưởng làng thì ông đã tặng cậu một món quà để thể hiện tình hảo hữu. Sau đó Bill đã chuyển lời của ma vương tới Hiraku rằng Ngài ấy muốn nói chuyện với Hiraku về mảnh đất của cậu. Nhớ lại trước đây Du nói rằng mảnh đất này có liên quan tới ma vương nên Hiraku rất lo lắng. Cậu sợ rằng ma vương sẽ bắt cậu đóng thuế thu hoạch nếu không sẽ đuổi cậu đi chỗ khác. Nên sau đó cậu đã đề nghị nộp thuế 10% để được ở đây làm nông nghiệp. Bill vừa nghe xong thì rất bất ngờ trước quyết định Hiraku Ông ấy liền đồng ý luôn và cả hai sau đó đã ký hợp đồng với nhau. Thuế sẽ là 10% số nông sản trên đồng ruộng còn thời hạn nộp là trước mùa đông hàng năm. Sau khi ký hợp đồng xong thì Hiraku còn tặng quà để ông ấy mang về. Thấy Hiraku vẫn còn hơi lo lắng, Du nói rằng vì đã đóng thuế nên sẽ được Ma Vương bảo hộ. Tia thì cho cậu biết thực ra mức thuế ở đây đều rơi vào 50 đến 60%, nhưng Hiraku đã giảm được mức thuế xuống chỉ còn 10%. Đã thế còn được thêm cả món quà của Ma Vương là loại thuốc chữa bách bệnh nữa chứ thật không hổ danh là chiến thần ngoại giao của làng còn ở chỗ tứ thiên vương lúc này đều rất bất ngờ khi biết hiraku đã quy phục họ chẳng biết cậu ấy đang có âm mưu gì mờ ám hay không khi mà sức mạnh của hiraku đã tiêu diệt được cả wyvern cậu còn sở hữu trong tay toàn những nhân vật cộng cán như công chúa ma cà rồng và thiên thần hủy diệt trong làng thì có một đội quân sói địa ngục cùng các cô gái tiên tộc bên ngoài làng lại có thêm các thiên thần sát thủ canh gác đã thế hiraku còn muốn gia nhập đội quân ma vương khiến bill không thể từ chối vì nếu từ chối không khéo cả pháo đài ma vương cũng bị san phẳng luôn, thậm chí trước khi về Bill còn được Hiraku tặng quà. Tưởng đó là thứ gì nguy hiểm nhưng bên trong lại là 6 quả táo. Còn Bill thì nhận ra miếng vải gói quà được dệt bởi một con nhện chúa quỷ, nó có sức mạnh còn ngang với cả ma vương đời trước. Thiên vương rắn dân nghe xong không khỏi sợ hãi nên lại đòi từ chức thêm lần nữa. Sáng hôm sau, nhân vật ghé thăm Hiraku lần này là dòng thần Dorem cùng thuộc hạ Gucci của ông ấy. Họ cũng mang theo một chút quà để giao lưu với Hiraku bên trong là một thanh kiếm rất là quý giá. Gucci sau đó giới thiệu họ sống ở phía nam mảnh đất này. vì là láng giềng của nhau nên họ muốn đến để chào hỏi Hiraku một tiếng. Hiraku liền cảm ơn vì sự chú đáo nhưng cậu thấy Dorem từ nãy vẫn đang cúi đầu. Gucci liền nhắc nhẹ để Dorem ngẩng lên thì Hiraku mới thấy ông ta bự như thế nào. cậu mời Dorem vào trong thì ông ấy liền biến về dạng con người. do vẫn sợ hãi sức mạnh của Hiraku nên lời giới thiệu của ông chưa được tự nhiên cho lắm nhưng khi được vào trong và uống rượu cùng Hiraku thì lại rất vui vẻ. Ông nói mình muốn ở đây suốt đời luôn và không trở về nữa. Thấy vậy Gucci liền nói nhà còn bao việc nên phải về để giải quyết. Với lại ông cũng không thể ở đây để làm phiền Hiraku được. Sau khi Dorem trở về thì Hiraku liền suy nghĩ về việc tiếp khách sao cho chú đáo. Vì sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới đây để thăm ngôi làng. Sau nhiều ngày thì Hiraku đi đến quyết định làm một ngôi nhà để đón khách. Vì thấy lượng khách đến sẽ rất đông nên mọi người gợi ý nên xây một ngôi nhà cỡ lớn. Tầng 1 họ sẽ dùng tiếp khách và tầng trên sẽ dành cho những khách muốn nghỉ lại. Và thế là các cô gái tiên tộc lại bắt tay vào việc xây dựng công trình nhà đón khách, còn Hiraku thì tính xem nên đón khách vào như thế nào để cho thân thiện. Vì các cô gái thiên thần đều tỏ thái độ nghi ngờ với khách, còn những anh giai tộc thần lằn thì lúc nào cũng lăm lăm vũ khí trên tay. Thế này thì khách chưa tới đã sợ mất vía mà bỏ đi rồi. Vì vậy mọi người đã làm cho Jabuton một cái chuông để dành riêng cho việc báo khách đến, còn Hiraku cùng Du và Tia sẽ ra tận cổng để tiếp đón. Nghe xong thì An và Zaga liền phản đối quyết định của cậu họ sợ rằng sẽ có kẻ xấu đóng giả khách ghé thăm ngôi làng và thế là đội tiếp đón lại có thêm vài thành viên nữa khi biết flora cũng muốn ở lại đây thì hiraku đã giao cho cô việc cảnh giới vào ban đêm vì tộc ma cà rồng có thể thức nhiều đêm liền mà không thấy mệt sau khi chuẩn bị xong hết thì hiraku đã có dịp tiếp đón những vị khách tiếp theo đó là tộc người thú đến từ dãy núi ở phía đông thuộc ngôi làng hô linh du thấy họ có gì đó mờ ám nên đã tra hỏi rất nhiều tới lũ sói địa ngục cũng cảnh giác không kém gì du khi chắc chắn họ không phải kẻ địch thì cô mới mời họ vào bên trong tới nhà khách thì họ được tiếp đón bởi những hầu gái xinh đẹp nhưng khi chuẩn bị tiệc thì ba cô gái lại nhốt họ ở bên trong luôn thấy hiraku thắc mắc thì cả ba nói rằng từ trước tới nay những người tỏ lòng thành kính đều mang theo quà khi tới đây thăm còn những người này không đem theo quà nên không thể đối xử bình thường được với lại khi tới đây họ đã để lại hai người đằng sau mai phục khiến độ uy tín đã giảm đi một bậc vì thế họ chỉ được phục vụ những món ăn đạm bạc ở đây mà thôi hiraku thấy có họ có hơi bất hạnh nên đã cho họ thêm chút rượu nhưng mà an lại chỉ cho mỗi người được có hai cốc mà thôi lúc này hiraku liền tới hỏi thăm về cuộc sống của họ đại diện của nhóm người thú là guf đã cho hiraku biết rằng ngôi làng của họ chủ yếu sống nhờ săn bắn và khai thác mỏ họ có rất nhiều giao dịch buôn bán với con người ở bên kia núi nhưng vì việc buôn bán rất khó khăn nên họ phải tìm đối tác làm ăn mới và trong lúc đi tìm họ đã phát hiện ra làng đại thụ của cậu tia thấy không yên tâm liền hỏi về việc hai người ở đằng sau mai phục khi Guf nói rằng lần đầu tới đây sợ bị làm sao thì còn có người chạy về báo tin. Khi thấy nhóm của Guf là người thân thiện thì Hiraku đã cởi mở với anh ấy hơn. Lúc này Guf muốn được giao thương và trao đổi hàng hóa cùng với Hiraku, vì không có tiền tệ nên chỉ trao đổi những sản phẩm với nhau mà thôi. Hai làng cũng cách rất xa nhau nên phải có gì đó để vận chuyển. Thế là Hiraku đã nghĩ ra cách dùng những con sói để nhờ chúng chở hàng. Khi Hiraku hỏi những đồ vật mà họ muốn giao dịch là gì thì Guf cho cậu biết, họ muốn có được lương thực từ ngôi làng của Hiraku và đổi lại thì họ sẽ mang cho cậu những đồ dùng từ thủy tinh và kim loại đó cũng là những thứ mà hiraku đang cần nên cậu liền đồng ý luôn giao thương của hai bên được thiết lập khiến nhóm thú nhân không khỏi vui mừng vì của làng họ rất nghèo và đây là lần đầu họ có mối làm ăn lớn chẳng bao lâu sau hiraku đã lên đường để tham dự phiên trợ của làng hô linh tia cũng thay mặt hiraku để tới đó tham dự vì nơi đây cách làng hô linh rất xa nên họ phải nhờ dorem giúp đỡ đổi lại ông ta sẽ lấy từ cậu một thùng rượu có vẻ ông ấy vẫn chưa quên được hương vị của nó sau những lần tới đây. Thế là nhờ sự giúp đỡ của Dorem mà cuộc giao dịch đã diễn ra rất thuận lợi. Vài ngày sau Tia trở về và báo cáo lại cho Hiraku, những người thú rất vui mừng khi được thưởng thức nông sản của cậu. Thấy Dorem có vẻ buồn bã vì đã bán mất thùng rượu quý của Hiraku, nên cậu liền mời ông ấy ở lại tối nay để cùng ăn uống thỏa thích. Lúc này Tia cho Hiraku biết rằng bên làng Hô Linh có 20 người muốn di cư tới đây. Và tất nhiên là họ đều là những cô gái trẻ đẹp, Hiraku nghe thấy thế thì đòi thêm hai trai trẻ vì nơi đây đã rất nhiều những cô gái rồi. Hôm sau thì các cô gái thú nhân đã tới chỗ của Hiraku, trong đó có một cô gái tên là Sena và dẫn theo đó là ba trai trẻ đúng như cậu yêu cầu luôn. Có điều trai này thì quá trẻ so với quy định rồi, nhưng Hiraku nghĩ rằng năm 10 năm nữa thì chúng sẽ trở thành tương lai của làng. Tới lúc đó chúng sẽ cùng cậu gánh vác trách nhiệm cao cả của một người đàn ông. Phía các cô gái vẫn sợ mình sẽ bị đối xử tệ bạc khi tới sống ở đây nhưng Hiraku nhắc họ không phải lo lắng và nhờ người hầu chuẩn bị phòng cho họ. Có điều khi gặp sói với nhện thì ai cũng phải lăn ra ngất mà thôi, các cô gái cũng có thể sử dụng phép thuật một cách dễ dàng giống như mọi người. Lúc này Hiraku thấy từ tộc thần lằn tới đám thú nuôi đều có thể thi triển rất là đơn giản, thậm chí cả con Slim cũng có thể phun ra lửa khiến Hiraku thấy mình thật yếu kém. Nhưng cậu nghĩ mình chỉ nên tập trung làm nông thay vì cố gắng học phép thuật, bỗng ở gần đó có một xung động rất mạnh. Thiên thần canh gác tới báo Hiraku có một trận đánh nhau ở phía bắc khu rừng, đó là trận chiến giữa một con gấu và một con rắn khổng lồ cô gái có vẻ rất lo lắng vì sợ trận chiến sẽ ảnh hưởng tới ngôi làng nhưng hiraku thì đang nghĩ xem thịt gấu với thịt rắn có ăn được hay không cô gái sau đó đã đưa hiraku tới chỗ hai con vật khổng lồ vừa nhìn thấy chúng thì cô định gọi thêm tiếp viện vì sợ chúng quá mạnh nhưng hiraku liền nhờ cô hạ thấp độ cao xuống một chút cậu cầm liền trên tay và chỉ trong một chém thì cả hai con vật đã nằm lan quay các cô gái thiên thần thấy vậy thì không khỏi trầm trồ vì chắc chắn chỉ có hiraku mới khiến chúng lên bàn thờ chỉ trong một chiêu như vậy lúc này an hỏi rằng cậu sẽ chế biến chúng bằng cách nào hiraku liền cho thịt chúng vào nồi rồi đổ thêm rượu và khuấy đều lên chỉ trong vài phút thì món thịt gấu hầm rượu đã ra lò nhưng vì chưa có kinh nghiệm làm món này nên thịt nó vẫn vị tanh may mà món thịt rắn chiên giòn lại ngon vượt mức tưởng tượng vị của nó rất giống thịt gà nên hiraku muốn có thêm một chút gia vị để ăn kèm cậu ben tìm tới phòng nghiên cứu của flora và hỏi cô về một loại thuốc khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật nhằm tránh bị bệnh và đau bụng. Sau khi xin được thuốc từ Flora thì Hiraku tiện hỏi thăm về vụ súp miso lần trước. Cô nói mình đã làm thử nhưng liên tục thất bại và phải xây lại cái tròi tận 3 lần. Hiraku nghe xong thì động viên cô hãy tiếp tục cố gắng. Sau đó cậu đi tới chỗ chuồng gà và nhặt về vài quả trứng. Hiraku đập hết trứng vào bát sau đó thì cho thêm muối giấm và dầu. Khuấy đều một lúc thì cuối cùng đã tạo ra được nước sốt mayon. Thế là món gà chiên giòn đã được hoàn thiện khiến Flora khen ngon nước nở sau khi ăn xong thì cậu đã hướng dẫn flora làm súp miso bằng cách đun sôi đậu nành rồi ngâm trong nước tiếp theo là nghiền đậu và cho thêm nấm koji cùng với muối vào trong sau đó thì vê tròn thành bánh và ép chặt vào thùng cuối cùng thì cất dưới tầng hầm để chúng tự lên men tuy rằng sẽ mất vài tháng để hoàn thành nhưng mà muốn có vị ngon thì phải kiên nhẫn đúng lúc này du tới báo hiraku rằng cậu đang có khách đợi ra tới nơi thì gặp ba người thuộc tộc người lùn và đại diện của họ tên là donoban ông ấy nghe tin rằng rượu của hiraku rất ngon nên muốn xin cậu một chút để uống thử hiraku liền đồng ý luôn nhưng các cô gái lại thẳng thừng từ chối vì thứ rượu quý đâu dễ dàng cho đi như vậy lúc này donoban nói rằng tuy họ không có tiền nhưng kỹ thuật làm rượu thì đầy mình cả ba người đã vượt rất nhiều nguy hiểm tới đây chỉ để được làm rượu vì ngôi làng này có rất nhiều nông sản nên chắc chắn sẽ làm ra được rượu ngon các cô gái nghe xong thì tròn xoe mắt sung sướng thế là từ hôm đó cả ba người đã bắt tay vào công việc làm rượu luôn với kỹ thuật đỉnh cao của mình họ đã làm được rượu ngô thượng hạng hiraku uống thử thì thấy nó có vẻ hơi mạnh nhưng độ ngon thì khỏi phải bàn nhân tiện có rượu mới hiraku đã tổ chức một bữa tiệc để chào đón tộc thú nhân và người lùn mọi người sau đó cùng nhau ăn uống rất là vui vẻ dorem thì lại say như thường lệ còn hiraku thì ngồi tâm sự cùng donoban ông ấy cảm ơn hiraku đã chấp nhận ông ấy làm rượu ở đây thấy ông ấy là nam giới trưởng thành đầu tiên tới đây nên cậu đã hỏi rằng ông có thích cô gái nào trong những người ở đây không donoban nói rằng các cô gái ở đây ai ai cũng xinh đẹp hết nhưng gu của ông lại là những cô gái có dâu nên chẳng để ý ai cả hiraku liền nghĩ đúng là cách biệt văn hóa nên mới có những người ăn mặn thế này sáng hôm sau thức dậy hiraku bất ngờ thấy trên bầu trời có một con rồng đang tiếp cận ngôi làng thấy nó không thân thiện cho lắm nên cậu liền tạo ra ngọn thương để tự vệ đúng lúc này dorem xuất hiện để ngăn con rồng kia lại hiraku nghĩ rằng họ đang xung đột nội bộ thì có thêm con thứ ba lao tới và để giúp đỡ Dorem thì Hiraku liền tấn công con rồng vừa lao tới. Con rồng đó né được thì Hiraku liền chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Đúng lúc này Gucci đã ngăn Hiraku lại và nói rằng họ không phải kẻ địch. Thì ra hai người vừa chơi hội đồng Dorem chính là vợ và con gái của ông ấy. Lúc này họ bắt đầu kể rằng. Vì Dorem thường xuyên rời nhà vào buổi tối với vẻ lén lút mờ ám. Nên vợ ông đã sinh nghi tưởng ông trốn nhà để đi tay vị. Đã thế lại tới sáng mới về còn bảo vật trong nhà thì cứ không cánh mà bay dorem liền rằng tất cả là dành cho công việc ngoại giao của ông với ngôi làng này nhưng con gái cùng nóc nhà của ông thì vẫn nghĩ rằng ông đang có gì đó che giấu họ tới khi ông hét lên rằng mình không lăng nhăng thì mới họ mới tha thứ hiraku thấy vậy liền mở lời xin lỗi vì đã tấn công họ nhưng vì lỗi thuộc về gia đình mình nên dorem đã nhắc vợ và con gái cùng xin lỗi hiraku thấy mọi hiểu lầm đã được giải quyết nên hiraku đã tạm biệt để họ ra về lúc này phu nhân nhớ lại ngọn thương với sức mạnh khủng khiếp của hiraku khi nãy nếu không nhờ người bạn cũ của bà là Jabuton giúp đỡ, chắc giờ này bà đã không còn đứng ở đây nữa rồi, nên phu nhân giao cho cô con gái Rusty một việc rất quan trọng. Đó là ở lại ngôi làng và cố gắng hết sức để Hiraku không trở thành kẻ thù của long tộc. Trước một khuôn mặt đáng sợ thế này thì Rusty không dám từ chối. Và từ hôm đó, Rusty đã trở thành thành viên mới của ngôi làng. Vì được Dorem nhờ vả nên Hiraku cũng muốn giao cho Rusty việc gì đó. Nhưng do sức mạnh của long tộc quá lớn khiến mọi việc đều vượt ngoài tầm kiểm soát, đôi khi Rusty chỉ cần hắt hơi đã tạo ra một vụ nổ lớn rồi, lũ sói thì sợ quá không dám lại gần. Còn bò và gà thì không dám sinh sữa với đẻ trứng luôn, lúc này Tia liền tiết lộ cho Hiraku biết rằng, Long tộc không chỉ có sức mạnh bá đạo mà còn rất thông minh, thế là Hiraku liền bổ nhiệm Rusty làm chiến thần ngoại giao của ngôi làng. Và nạn nhân đầu tiên của Rusty chính là tứ thiên vương Bill, nói chuyện cùng với một long tộc khiến cho Bill không khỏi sợ hãi. Thấy Rusty có vẻ làm tốt công việc ngoại giao làm Hiraku rất hài lòng, phía tứ thiên vương không thể tin rằng giờ ngôi làng đó còn có thêm cả long tộc nên họ đã tính cách gài gián điệp vào trong để giám sát ngôi làng vì thế nên sáng hôm sau bill đã gọi con gái flore mình tới để giao một việc quan trọng ông muốn con gái mình tới để điều tra về quân lực của ngôi làng vì rất tự tin vào ma thuật của mình nên florem liền nhận lời luôn sau một hồi quan sát ngôi làng thì cô liền đến để chào hỏi vì biết trước flore sẽ tới sống ở đây nên rusty liền ra tiếp đón khiến flore có hơi sợ hãi vì vừa tới đây đã gặp phải thứ dữ như vậy không thể tin rằng một con rồng huyền thoại giờ lại đang giới thiệu về nông sản cho cô nghe. Vừa đi cùng nhau được một lúc thì Rusty bận công việc nên Flaurem đã tranh thủ đi điều tra xung quanh. Nơi đây có đủ các tộc như thú nhân, tộc người lùn và tộc ma cà rồng của Du, tộc thiên thần gồm có Tia và bộ ba thiên thần sát thủ làm nhiệm vụ canh gác. Đi thêm một vòng thì phát hiện còn có thêm cả tiên tộc nữa, lực lượng mạnh mẽ thế này thì quân đội ma vương lấy gì mà đối phó. Đã thế thú nuôi ở đây lại nguyên cả một đàn sói địa ngục và nhện quỷ, nhưng theo cô được biết đó chỉ là những thuộc hạ ở đây mà thôi, không biết trùng cuối của ngôi làng còn đáng sợ như thế nào nữa. Đúng lúc này Hiraku đi qua và nói lời hỏi thăm Florem, thấy Hiraku chỉ là người bình thường nên Florem đã bơ cậu mà bỏ về luôn. Nhưng khi về tới làng thì cô mới biết người vừa rồi là trưởng làng, làm Florem rất sợ sệt vì vừa nãy cô đã bất kính với Hiraku. Cậu cũng được biết cô là con gái của Bill và thấy mừng khi cô có thể thân thiết với Rusty, nhưng lại thấy hơi khó hiểu khi Florem cứ gặp mình là lại sợ hãi câu chuyện tiếp theo là về những con slim chúng được tia mang về và đã sinh sôi ra đủ loại màu khác nhau nhìn trông có vẻ vô hại nhưng lòi đâu ra một con có thể uống rượu không những thế nó lại còn húp hết cả một thùng rượu nho khiến các cô gái rất bực mình và để trừng phạt nó thì họ đã lập ra một phiên tòa để kết tội cùng với rất nhiều hình phạt cho con slim như hỏa thiêu hoặc phơi khô tới chết nhưng florem liền ngăn họ lại và nói rằng con slim đã biết hối lỗi rồi và thế là con slim đã được tuyên bố trắng án từ đó mỗi khi có tiệc tùng gì thì nó đều xuất hiện và tham gia cùng mọi người. Hiraku thấy cũng vui nhưng mà có nhiều con như vậy thì chắc là không vui chút nào. Bầu trời lúc này đã bắt đầu bước sang mùa thu, thời tiết đã dần mát hơn khiến Hiraku bỗng nổi cơn thèm lẩu. Thế là Hiraku cùng các cô gái làm bữa lẩu luôn cho nóng, nhưng lẩu mà không có chút hải sản thì thật là đáng tiếc. Mọi người nghe xong thì chẳng hiểu hải sản mà Hiraku nói tới là con gì, vì chưa từng được thấy biển nên các cô gái chỉ biết tưởng tượng ra những con vật khổng lồ mà thôi. Lúc này Flaurem nói rằng phía nam khu rừng này có một nơi buôn bán hải sản tấp nập. Vừa nghe xong thì Rusty liền muốn bay tới đó còn Flaurem liền liên hệ với một thương nhân quen biết. Đúng là dính tới đồ ăn thì cô gái nào cũng nhiệt tình hết. Thế là các cô gái đã lên đường và ba ngày sau họ mang về một thương nhân tên là Michael. Ông ấy mang tới đây các loại hải sản mà mình buôn bán ở đó. Khi nghe Hiraku nhắc về tảo con bù thì ông ấy hứa sẽ thu gom và chuyển chúng đến cho cậu. Nhân tiện hôm nay ông ấy tới đây với ba mục đích thứ nhất là chuyển hải sản tới cho hiraku hai là đề xuất hợp tác lâu dài và ba là ông ấy muốn được trở thành thương nhân ủy quyền ở đây tức là đảm nhận toàn bộ giao dịch nông sản ở đây với bên ngoài vì thứ nông sản mà hiraku trồng rất hấp dẫn nên ông hứa sẽ bán được chúng với giá cao thấy hiraku còn hơi ngờ vực thì ông ấy đã đưa cho cậu danh sách mặt hàng mà mình đang xử lý để cậu có thể cân nhắc và đồng ý với đề nghị hợp tác của ông trước khi về ông ấy tỏ ý muốn lần khác tới đây được thử rượu của hiraku nhưng Rusty từ chối luôn vì riêng rượu không thể đem ra buôn bán được. Sau đó cô đã đưa thương nhân trở về còn Hiraku lúc này mới nhận xét về Michael. Đúng là một thương nhân cao tay, mong rằng nông sản bán sẽ được giá và mối hợp tác này sẽ lâu dài. Còn Michael lúc này tuy rất vui mừng vì đã kết nối được với Hiraku, nhưng trong lòng ông thì sợ sắp vãi hết ra quần rồi. Chuyện là vào 3 ngày trước, Michael được báo có một nhóm khách hàng từ xa tới tận đây tìm ông. Họ mang theo một vài nông sản tới để nói chuyện trao đổi hàng hóa. Tưởng rằng chỉ là giao dịch nhỏ lẻ nên ông định cho người đuổi họ về, nhưng trực giác của một thương nhân mách bảo đây là một giao dịch đáng tiền. Vậy là ông đã mời họ vào thì biết đó chính là Florem, con gái của một trong tứ thiên vương. Nếu mà lúc đó ông đuổi cô về thì chắc là đã bay đầu rồi. Đã thế đi cùng Florem lại là Rusty công chúa của Long tộc. Cảm thấy mối làm ăn này hơi rủi ro nhưng ông không thể bơ họ được. Cả đời làm thương nhân chưa bao giờ ông từng dính vào một giao dịch thế này, khi mà giờ đây tính mạng của ông đang ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng khi xem qua mặt hàng nông sản thì đúng là những thứ đáng tiền, một quả có thể bán được vài đồng bạc chứ chẳng chơi. Thời tới cản không kịp nên ông đã đồng ý giao dịch với hai cô gái luôn, Michael liền sai người đi thu gom những loại hải sản chất lượng nhất ở bến cảng. Cùng với đó là chuẩn bị cho ông một chuyến đi gặp đối tác ngay và luôn, tưởng là sắp được đi tới vương đô nhưng nơi mà ông tới giao dịch lại là khu rừng chết chóc. Trước khi tới đó ông còn được diễn kiến gia đình long tộc của Rusty. Tới ngôi làng của Hiraku thì được gặp đủ các nhân vật cộng cán, đã thế lúc ra về còn bị Rusty ham dọa. Tới lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm khi cuộc giao dịch đã thành công, nhưng mà chân tay của ông thì đã rụng rời hết rồi. Còn phía Hiraku và các cô gái thì không khỏi vui mừng, cuối cùng họ cũng được thưởng thức món lẩu hải sản thần thánh. Sáng hôm sau thức dậy Hiraku thấy có một con rồng đang khiêu khích cậu. Nó còn hạ gục cả ba thiên thần làm Hiraku thắc mắc không biết nó muốn gây chiến với mình hay gì. Đã thế nó còn phá hủy mọi thứ xung quanh cùng với thái độ rất là gợi đòn. Thế là Hiraku liền dùng tạo ra một cây thương và chỉ với một ném con rồng đã rụng xuống luôn. Khi tới nơi thì phát hiện ra con rồng là một cô gái xinh đẹp. Nhìn cô không có vẻ gì là gây chiến nên Hiraku hỏi tại sao cô lại làm vậy. Cô gái liền nghĩ xem trả lời sao cho thuyết phục thì lúc này Dorem xuất hiện. Nghe Dorem giải thích thì Hiraku cũng hiểu ra sự việc. Cô gái này tên là Hakuren và là chị gái của ông ấy. Vì Dorem đã gả Rusty đi lấy chồng nên cô liền tới xem chồng của Rusty là người như thế nào. Khi biết Hiraku là người rất mạnh thì cô chỉ muốn chơi đùa một chút thôi, nhưng Dorem nói rằng đó không phải lý do thật sự đâu. Thực ra Hakuren ghen tị với người cháu khi đã lấy chồng trước cả mình nên mới tới đây. Hiraku thấy lý do đó có thể tạm chấp nhận nhưng tội phá phách thì không thể tha thứ. Thế là sau đó Haruken phải khắc phục những hậu quả do mình gây ra. Tối hôm đó Haruken đã nhập tiệc rất nhiệt tình cùng với mọi người. Thấy bác gái của mình tự nhiên như ở nhà làm Rusty phải xin lỗi Hiraku. Sau khi đánh chén non nê thì Hakuren liền rủ Hiraku chơi mặt trược, vì vẫn cay cú vụ hồi sáng nên cô muốn có thứ gì đó đặt cược để trả thù Hiraku. Vì không nghĩ ra thứ gì để cược nên Hiraku liền nói ai thua sẽ phải cởi hết đồ. Mọi người nghe xong thấy hình phạt này rất thú vị nên muốn chơi luôn. Tới đây thì Hiraku mới biết có vẻ mình vừa chơi dại mất rồi. Thế là trận chiến mặt trược căng thẳng đã diễn ra ngay sau đó. Các khán giả xung quanh khi chứng kiến thì rất lo lắng cho Hiraku, vì cậu đã thua liên tục khiến trên người cậu chỉ còn đúng một mảnh quần đùi còn những người đáng ra phải cởi hết đồ thì vẫn chưa thua trận nào hiraku nghĩ phải chăng họ đã dùng sức mạnh của mình gian lận hay không nhưng thật ra là long tộc ai cũng rất thông minh nên hiraku mới không đánh bại được họ và thế là trận đấu cuối cùng kết thúc khiến cho hiraku thất bại toàn tập lúc này người vui nhất là hakuren và các cô gái khi mà họ đã được chiêm ngưỡng vũ khí bí mật của hiraku còn ở pháo đài của ma vương lúc này các tứ thiên vương lại thêm phần lo lắng khi biết ngôi làng vừa tuyển được một long tộc nữa Bill liền hỏi Ma Vương xem ông có cao kiến gì với ngôi làng đó không. Nhưng thứ ông quan tâm lúc này lại là con gái mình, vì cô đã tới tuổi trưởng thành và dạo này lại rất hay bơ ông ấy. Quay lại phía ngôi làng thì Hakuren đã trở thành người dạy học ở đó, hơn nữa cô còn rất khéo tay và có thể hoàn thành mọi việc được giao. Nhưng có điều cô lại mắc bệnh lười biếng và hay cằn nhằn, nên việc tốt nhất mà cô làm được lúc này đó là dạy học cho tộc người thú. Sáng hôm sau có ba cô gái tộc người rắn lá mía tới xin Hiraku tha mạng, vì đám thú nuôi của hiraku đã chinh phục được hầm ngục nơi họ đang sinh sống khiến cho họ sợ quá nên phải đem những bảo vật tới để được hiraku bảo vệ thấy đám thú nuôi đã gây ra rắc rối cho ba cô gái nên hiraku đã đổi nông sản của mình lấy các khoáng thạch quý từ họ tiện đây cậu cũng nhắc lần sau tới đây các cô nên mặc thêm áo để cậu đỡ khó xử để cảm ơn hiraku thì từ hôm đó họ đã giúp cậu vận chuyển hàng hóa với các đối tác còn ở pháo đài ma vương thì con gái ông tên là yuri đang rất tức giận khi cô nghe người hầu báo rằng Florem đang bị bắt làm con tin lại làng Đại Thụ, thế là cô quyết định sẽ tấn công ngôi làng để đòi lại Florem từ tay Hiraku. Còn Florem lúc này đang bận bịu với công việc sổ sách của ngôi làng, cha cô đã dùng phép thuật tới đó và cho cô biết một tin rằng công chúa Iuri, con gái của Ma Vương đang chuẩn bị phát động chiến tranh với ngôi làng. Trong lúc Florem không có ở nhà thì các thủ hạ đã mớm cho Iuri ý nghĩ đó. Florem nghe xong thì không hiểu ba con báo quý tộc kia ăn phải gì mà dám chơi lớn như vậy. Trong khi lúc nào cô cũng báo cáo về nhà rằng ở đây toàn những nhân vật bá đạo, nếu chúng mà làm liều khéo cả lâu đài Ma Vương sẽ bị san phẳng ngay lập tức. Miu nói rằng ông đã giải thích cho Ma Vương rồi nhưng ông ta lại rất chiều con gái. Florem thấy vậy liền muốn thay cha mình đi thuyết phục Ma Vương nhưng ông liền ngăn lại, vì sợ nếu làm thế thì Ma Vương sẽ cho rằng Florem đang muốn làm phản. Miu còn cho Florem biết thêm cuộc tấn công sẽ diễn ra vào ngày mai với binh lực khoảng 300 người, thôi thì để những người trong làng dạy cho chúng một bài học cũng được thế là sáng hôm sau cuộc tấn công lấy trứng trọi đá đã diễn ra kết quả của nó như nào thì chắc ai cũng đoán được rồi lúc sau ba cô gái quý tộc đã vào tận nơi để ra mắt hiraku thấy cậu thắc mắc ba người này là ai thì flauren trả lời rằng ba nhỏ này tới từ ma quốc và đã sẵn sàng đền tội để được làm việc ở đây nếu chúng dám làm như khi nãy thì sẽ bị flauren thẳng tay trừng trị vừa nghe xong thì cả ba cô gái đã sợ tím hết cả mặt quay qua chỗ yuri thì flauren giới thiệu rằng cô và yuri là bạn thân của nhau thấy Yuri đang run lẩy bẩy thì cô cũng nhắc Hiraku rằng cứ coi Yuri như người tàng hình cũng được. Hiraku sau đó đã đi làm đồng và nhờ Florem dẫn các cô gái đi tham quan ngôi làng. Lúc này Florem mới quay lại nhắc mấy con báo rằng ở đây tốt hơn hết là nên làm việc chăm chỉ và không được để lộ thân phận. Cả Yuri cũng không được đối xử đặc biệt nên hai người sẽ gọi nhau bằng tên. Và thế là Florem đã dẫn mọi người đi tham quan ngôi làng, từ những quả nho để làm rượu cho tới những cây lúa vừa trồng. Tiếp theo là cái bánh xe chạy bằng nước và những quả táo đã chín cây. Thấy ngôi làng này toàn những thứ hay ho nên ba con báo kia vẫn chưa từ bỏ ý định xâm chiếm nơi đây. Nhưng những lời đó đã bị Florem nghe thấy khiến chúng phải đổi chủ để luôn. Lúc sau bốn người được vào bên trong nhà khách và gặp chiến thần ngoại giao Rusty. Lúc này ba con báo lại nghĩ quý tộc như mình thì không thể ở một nơi nhà quê thế này được. Thế là đêm đó cả ba đã bỏ trốn khỏi đây. Nhưng ra bên ngoài lại gặp đám sói địa ngục khiến cả bọn ngất luôn tại chỗ sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại gặp phải đàn con của jabuton thế là cả ba lại tiếp tục ngất thêm lần nữa tới lúc này thì cả ba đã ngoan ngoãn ở lại không dám làm liều nữa và từ hôm đó họ đã trở thành các viên chức văn phòng hỗ trợ cho florem còn công chúa yuri vẫn được florem dẫn đi tham quan ngôi làng sau một hồi vui chơi cùng những con sói địa ngục thì lúc này yuri mới tâm sự rằng không thể tin rằng ở bên ngoài ma quốc lại có một ngôi làng tuyệt vời thế này cô trách mình quá thiếu hiểu biết nên mới có ý định tấn công nơi đây Ban đầu Yuri còn tưởng thông tin mà Flaurem gửi về là giả, nhưng khi thấy ở đây có cả long tộc thì cô mới tin đó là sự thật. Lúc này Yuri mới nói do Flaurem đã bỏ cô mà đi nên cô mới phải tới đây, khi nghe bạn thân mình bị bắt làm con tin khiến cho Yuri không thể yên tâm. Hiểu được tấm lòng của Yuri nên Flaurem liền gửi lời xin lỗi vì đã khiến Yuri lo lắng, hai người sau đó đã trở về để cùng mọi người thưởng thức bữa tối. Vì lần đầu được thưởng thức món ăn ở đây nên ba cô gái văn phòng rất sung sướng, lúc này hiraku để ý du cả ngày hôm nay luôn ở dạng người lớn cô cũng không hiểu tại sao mình không thể biến trở lại sáng hôm sau yuri có ý định sẽ phụ giúp công việc làm đồng các thủ hạ thấy vậy liền ngăn cô lại vì cho rằng việc làm đồng chỉ dành cho lũ thấp kém thấy ba con báo dám xúc phạm việc làm nông thì florem liền dọa thanh trừng cả bọn luôn thế là sau đó nhóm yuri đã phụ giúp công việc làm đồng cùng đám nhóc thú nhân xong việc thì ăn trưa và nghỉ ngơi cùng với mọi người hôm sau yuri đã tạm biệt ngôi làng để ra về cô cũng gửi lời cảm ơn hiraku vì đã cho cô rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi tới đây đám nhóc thấy cô về thì rất buồn nhưng cô hứa sẽ trở lại để thăm chúng sena cũng gửi quà cho yuri là những cái bánh làm từ lúa mà mọi người đã cùng nhau thu hoạch quay qua chỗ ba thủ hạ thì họ nói muốn được ở lại đây vì thức ăn ở đây quá ngon và công việc văn phòng thì còn một đống sau khi con gái trở về thì ma vương thấy có gì đó không ổn chút nào lý do là ngày nào yuri cũng chăm chỉ làm việc mà không còn để ý tới ông nữa Bill liền giải thích rằng công chúa giờ đây trở thành người lớn biết lo việc quốc gia rồi, nhưng khi ma vương vừa nghe thấy từ người lớn thì tưởng con mình đã bị ai bóc tem. Thế là ông liền nổi giận đòi đồ sát kẻ đó luôn và ngay, Bill liền nhắc ông đừng suy nghĩ linh tinh và nên thể hiện sự trang nghiêm của một ma vương thì hơn. Sau khi Yuri trở về thì ngôi làng bắt đầu vụ thu hoạch trước mùa đông, nhìn thấy núi lương thực chất đống làm Hiraku rất vui mừng nhưng lại hơi lo lắng. Vì chúng nhiều quá nếu không xài hết thì sẽ rất hoang phí, Thấy vậy thì Rusty và Hakuren đã xin một chút lương thực để chia cho đại gia đình của họ. Thế là hôm sau Rusty liền mang một một phần về cho cha mẹ, phần còn lại thì cô mang tặng cho thương nhân Michael, nhân tiện ông ấy đã nhờ Rusty đi tiêu diệt một con thủy quái hay tấn công thuyền của ông. Và để cảm ơn Rusty thì ông đã tặng cô một ít thịt thủy quái về làm quà. Còn Hakuren khi trở về thì mang theo vài người muốn nhập cư. Họ là tộc tiên núi và người đại diện tên là Ia, vì chỗ họ rất thiếu lương thực nên Hakuren đã đưa họ về đây luôn. Thế là Hiraku đã nhận họ vào làng và chuẩn bị xây nhà cho họ. Vì vẫn quen với cuộc sống trên núi nên những công việc của họ chưa được thuận lợi. Khi thấy Hiraku đang làm muốn làm gì đó thì Ia liền hỏi thăm, cậu nói rằng mình đang làm đồ gốm nhưng đất ở đây lại không thể nung được. Ia thấy thế liền muốn Hiraku giao việc này cho mình, vì tộc của cô sống ở trên núi nên họ biết rất nhiều chỗ có đất sét. Và vài ngày sau Ia mang đất về nên việc làm gốm của Hiraku đã thành công. Tiện thể trên đường đi Ia còn phát hiện ra một hầm ngục ở phía bắc. Vì nó khác với của tộc lá mía nên Lia muốn xin phép Hiraku đi trinh sát nơi đó. Cậu đồng ý luôn và nhắc mọi người hãy thật cẩn thận không nên liều lĩnh. Khi nhóm Lia vừa đi thì nhà tắm nam cũng hoàn thành, trong khi Hiraku đang tận hưởng thì ở bên ngoài có biến. Thì ra Flaurem bắt quả tang ba cô gái văn phòng đang muốn đột nhập vào trong. Họ nói vì muốn làm thân với trưởng làng nên định vào trong để kỳ lưng cho cậu. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Flaurem tóm gọn khiến ý định đổ bể. Sáng hôm sau nhóm đi trinh sát đã trở về ngôi làng. Họ nói ở bên trong hầm ngục có một con rắn khổng lồ nên cần thảo phạt nơi đó ngay, vì cả tương lai của tiên tộc đều phụ thuộc vào thịt của con rắn đó. Thấy Hiraku thắc mắc thì Ia liền giải thích rằng, thịt của con rắn đó không những bổ thận tráng dương mà còn tăng cường sinh lực, ăn vào rất tốt cho cuộc sống vợ chồng và thuận lợi cho việc có em bé, đó cũng là lý do mà các cô gái tiên tộc lại tràn đầy quyết tâm như vậy, khiến cho Hiraku sợ lại phải nói sang một chủ đề khác. Thời tiết lúc này đã chuyển từ mùa thu sang mùa đông, khi thấy Du không được khỏe làm Hiraku không khỏi lo lắng du nói rằng cô chỉ hơi sốt nhẹ và buồn nôn một chút thôi khi sena hỏi có thèm đồ chua không thì du nói mình cũng muốn ăn một ít cảm thấy triệu chứng này rất giống với một người của làng mình từng có thai trước đây sena liền nói rằng chắc chắn du đang có tin vui từ hôm đó cuộc sống của làng đại thụ đã trở nên vui hơn rất nhiều ngày làm việc của hiraku cũng bắt đầu khi mặt trời lên cao vì hiện tại du đã có thai nên hiraku rất quan tâm tới cô nhớ lại mấy ngày trước khi nghe tin du có thai thì mọi người đều bất ngờ mỗi du thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm có điều vì chuyện này nên du tạm thời không thể biến hình được nhưng cô vẫn khuyên hiraku không nên lo lắng vì mọi thứ rồi sẽ ổn mà thôi sau đó du ra thăm đồng thảo dược còn hiraku thì tới chỗ các cô hầu gái để trông coi việc nội trợ vì dạo này họ đều muốn dậy trước hiraku làm cậu có phần lo lắng cậu không muốn họ phải vất vả nên mới thức dậy khi mặt trời đã lên cao lúc này an mới cho hiraku biết rằng do cô không cẩn thận nên con slim hôm trước đã vào nhà kho và hốc hết một thùng rượu vì thế mà cô thấy rất xấu hổ nên phải làm việc chăm chỉ hơn. Một lúc sau thì mọi người đã ăn sáng cùng nhau. Do nhà ăn giờ đã chật trội nên họ phải chia ra làm ba đợt để ăn sáng. Lúc này Hiraku quay qua chỗ Flora thì thấy cô đang làm nhảm gì đó. Thì ra hôm qua bận nghiên cứu súp miso nên tới giờ cô vẫn chưa ngủ. Hết đợt ăn của Hiraku thì tới lượt các cô hầu gái và đợt ba là của những người còn lại. Chỉ có mỗi Hakuren là ngủ tới trưa nên đôi khi không kịp ăn đợt ba. Các cô gái thiên thần thì lúc làm việc ai nấy mặt cũng đều trang nghiêm nhưng trong sinh hoạt của họ thì lại lười chẳng kém Hakuren là mấy. Việc nhà thì không biết làm còn việc giặt sũ thì lại đến tay mấy anh trai tộc thần lằn, nhưng bù lại họ rất cố gắng trong việc canh gác bảo vệ ngôi làng. Sau khi chào buổi sáng đám thú cưng thì Hiraku bắt tay vào việc làm đồng, bỗng cậu phát hiện ra lũ sâu hại màu đen đang ăn lá cây. May mà có đám nhện ra nên chưa có thiệt hại gì đáng kể, và để diệt lũ sâu này thì Hiraku đã dùng đến bình tưới từ nông cụ vạn năng vì giờ đây cánh đồng đã được mở rộng nên việc chăm sóc của hiraku trở nên vất vả hơn nhưng khi nhìn lại chỗ nông sản đang phát triển từng ngày thì cậu thấy rất vui vì mình đã cố gắng khi tới bữa trưa thì hiraku đã ăn ngoài đồng cùng mọi người luôn nhớ lại hồi trước các cô gái còn chẳng có thói quen ăn trưa và ăn sáng vì trước khi tới đây thì họ chưa bao giờ được ăn những bữa no nê cả đôi khi được ăn nhiều quá thì có người nghĩ mình sắp bị đuổi khỏi đây không chừng nhưng hiện tại họ chẳng phải lo lắng gì về đồ ăn nữa lương thực thì luôn đầy kho thỉnh thoảng tia còn nhờ thương gia michael bán bớt bữa trưa xong xuôi thì hiraku lại tiếp tục công việc vì giờ đây nhân lực của ngôi làng đã nhiều nên việc làm đồng đã bớt nặng nhọc nghĩ lại từ trước tới giờ toàn trồng lương thực nên hiraku đã trồng thêm cả hoa cho cuộc sống thêm màu sắc hơn ngoài công việc làm đồng thì cậu còn chế cả đồ thủ công phục vụ những người trong làng tuy chưa bao giờ làm mấy đồ gỗ như bàn ghế hay đồ chơi nhưng nhờ nông cụ vạn năng mà cậu vẫn xoay sở được đúng là nhờ phước lành của thượng đế nên cậu nghĩ sau này phải cảm ơn ông ta chiều hôm đó hiraku đã tới xem chỗ mọi người tập huấn quân sự Tuy việc này chẳng cần thiết lắm nhưng những cô gái đều rất chăm chỉ, vì họ lo rằng đồ ăn quá ngon sẽ khiến họ bị tăng cân và không thể mặc vừa quần áo được nữa. Nghe vậy thì Hiraku cũng lo cho cơ thể của mình nên cậu cũng thử vận động xem sao, tập mãi với cái cọc gỗ khiến Hiraku cảm thấy buồn chán. Thế là cậu liền dùng ngọn thương cho nó bay màu luôn, tới khi mặt trời lặn thì một ngày làm việc cũng kết thúc. Tối hôm nay Hiraku được nhà bếp phục vụ món mới đó là thịt thỏ hầm mật ong. Hiraku hỏi có tự tin là nó ngon không thì họ nói chỉ dám tự tin 20% nhưng họ vẫn mang ra để phục vụ vì không muốn lãng phí nguyên liệu. Thế là Hiraku phải chén hết chỗ đồ ăn đó để không làm các hầu gái thất vọng, nhưng sau đó cậu nhận ra vẫn có người ăn món này rất là ngon miệng. Có lẽ vì không phải khẩu vị của ai cũng giống nhau, lúc này Florem thông báo cậu có thư của Yuri. Cô muốn được ăn nhiều táo hơn và muốn được Zabuton may cho một chiếc áo mới. Florem thấy công chúa có hơi ích kỷ nhưng Hiraku vẫn vui vẻ nhận lời. Sau khi ăn tối xong thì Hiraku ra nhà tắm để hưởng thụ, vì nhà tắm nam luôn được đặt trước nên đôi khi chậm chân là hiraku sẽ phải tắm tiên cùng các cô gái sau khi tắm xong thì thời gian tiếp theo là để hiraku nghỉ ngơi nhưng đây là lúc căng thẳng nhất khi xung quanh toàn mùi nguy hiểm vì các cô gái tiên tộc đang liên lạc với nhau để làm điều mờ ám gì đó với hiraku khi vào tới phòng thì vẫn cảm giác như đang bị theo dõi nên cậu giả vờ hét lên mình gặp nguy hiểm thì các cô gái đã ra mặt không thiếu một ai có vẻ từ sau chuyện của du thì các cô gái luôn trực chờ để được hút cậu tuy hơi khó chịu nhưng hiraku vẫn cảm thấy rất vui trong lòng cậu thầm cảm ơn thượng đế đã cho mình cuộc sống này rồi chìm vào giấc ngủ tại nhà máy rượu của làng tộc người lùn đang làm việc rất chăm chỉ và nhiệt huyết hiraku tưởng thỉnh thoảng họ phải làm vài chén nhưng ai nấy đều rất nghiêm túc với công việc vì họ cho rằng nếu say xỉn thì sẽ chẳng bao giờ cho ra được rượu ngon thậm chí khi hiraku nhận xét rượu đã uống được nhưng họ chỉ cho rằng đó là thứ rượu hỏng họ bỏ chúng lên một góc để sau này trưng cất với trái cây và bắt đầu làm lại một mẻ rượu khác Chính sự nhiệt huyết này của họ khiến Hiraku phải ngả mũ thán phục. Những người lùn cũng nói thêm rằng họ muốn Hiraku tăng lượng nho lên gấp 3 lần bây giờ, để họ có thể cống hiến hết mình cho công việc làm rượu. Đúng lúc này Sena hớt hải tới báo có một người lạ đang ở trong ngôi làng. Tới nơi thì thấy một người đàn ông đang quỳ lại bức tượng thượng đế của Hiraku, ở xung quanh thì các cô gái thiên thần và Jabuton đang phải dè chừng. Lúc này Du cũng tới nơi và nói lời chào thủy tổ của mình, thì ra đây là thủy tổ của tộc Ma Rồng và anh ấy tên là Van Great. Anh ấy cũng là ông của Du và khi nghe tin Du mang thai thì đã tìm tới đây để chúc mừng. Theo lời của Van Gret thì tộc ma cà rồng có con nhờ vào khế ước máu với chủ nhân. Khi biết hiện tại anh ấy đã 4.000 tuổi mà vẫn đẹp như trai 18 thì thì Hiraku liền thắc mắc. Nên Van Gret đã tiết lộ rằng để được sống lâu thì tộc ma cà rồng phải xóa đi một phần ký ức của mình. Hiraku thấy việc này có hơi đáng sợ nhưng anh ấy nói rằng nếu làm thường xuyên thì sẽ quen thôi. Nói chuyện một hồi thì thủy tổ mới gửi lời chào tới Hiraku khi nãy anh bị bức tượng thượng đế thu hút nên đã quên mất sự có mặt của cậu vì là ma cả rồng đầu tiên nên khi sinh ra anh cũng được gặp thượng đế giống như hiraku nhưng do đã xóa ký ức nhiều lần nên không thể nhớ rõ thượng đế trông như thế nào và khi được gặp bức tượng của ông ấy thì van greet tỏ ra vô cùng thích thú anh ấy nói rằng ở gần bức tượng làm anh cảm thấy mình sẽ gặp nhiều may mắn nên anh muốn được hiraku tặng cho bức tượng nhưng cậu nói đó là báu vật của làng nên không thể đem cho nghe xong thì khuôn mặt của van Grace đã chuyển từ thích thú sang thất vọng Thế là Hiraku liền hứa sẽ làm cho anh ấy một bức tượng mới. Khi làm xong thì Van Gret đã quỳ lại liên tục trong vui mừng, kết thúc chuyến thăm anh liền nói lời tạm biệt Hiraku và mọi người để ra về. Anh cũng không quên chúc du mẹ tròn con vuông và tỏ lòng biết ơn với Hiraku. Sau khi rời khỏi ngôi làng thì Van Gret đã đi tới một giáo đường. Van Gret chính là giáo chủ của nơi đây và lần trở lại này là sau 50 năm. Anh nói với trưởng giáo đường rằng hôm nay nơi đây sẽ có thay đổi lớn. Khi ông ta thắc mắc thì Van Gret nói rằng anh sẽ đặt bức tượng này ở chính điện. Nghe xong thì ông ta rất khó hiểu vì nếu làm thế thì sẽ phải thay bức tượng tôn nghiêm nhất ở nơi này ra một chỗ khác. Nhưng khi thấy bức tượng thượng đế do Hiraku điêu khắc thì lại rất trầm trồ. Ông muốn được vinh danh Hiraku nhưng Van Gret nói cậu ấy không có hứng thú với điều đó nên anh sẽ ủng hộ cậu bằng cách nhắc nhở con cháu đời đời nhớ đến Hiraku và ngôi làng đại thụ. Sau đó thì Van Gret gửi về ngôi làng một chiếc đàn piano trông rất sang chảnh. Anh lấy lý do để mừng du sinh con và đáp lại bức tượng mà Hiraku đã làm cho anh ấy. Đúng là một người vừa đẹp trai lại còn chu đáo, lúc này mọi người quyết định đặt chiếc đàn ở trong phòng ăn lớn của làng. Thấy đây là một cây đàn quý giá nên ba cô gái văn phòng muốn chơi thử một chút cho đỡ tò mò, vì sau này chưa chắc gì được động vào một thứ cao cấp thế này. Nhưng tới khi chuẩn bị chơi thử thì cả ba lại nhường nhau, rồi kết quả là không ai dám sờ tay vào cây đàn vì sợ sẽ làm hỏng nó. Thế là cả ba liền tới chỗ Hiraku và xin cậu một cây đàn nào đó cùi bắp để luyện tập. Hiraku thấy vẻ mặt thèm thuồng của các cô gái thì liền liên hệ với Michael cậu nhờ ông ấy chuyển cho một cây đàn khác để mọi người có thể tập chơi vì cậu cũng nhận ra cây đàn của Van Gret là một thứ rất cao quý nên sẽ để trưng bày. Do piano rất được mọi người yêu thích nên sau đó họ rất hào hứng luyện tập, thậm chí họ đã chơi đến tận đêm muộn làm cho Hiraku không thể ngủ được. Mùa xuân đã trôi qua khiến nắng mặt trời đã trở nên gay gắt hơn, khi được hấp thụ ánh nắng thì hoa quả sẽ ngày càng tươi tốt. Sau khi nhắc mọi người nghỉ ngơi thì Hiraku tiếp tục những công việc còn lại, thấy cậu quá hăng say làm nông thì Du cũng tới nhắc cậu nghỉ ngơi để lấy sức cô cho rằng dù là cơ thể khỏe mạnh tới đâu thì cũng cần phải thư giãn vì nếu làm việc nhiều quá thì ai cũng phải mắc bệnh mà thôi sau đó thì dùng ma thuật tạo ra viên đá cho cốc trà của hiraku khi thấy du đang bầu bí mà vẫn vận động làm hiraku lo lắng nhưng cô nói rằng mọi người đã khuyên nên vận động để cơ thể không bị yếu đi cô còn nói thêm rằng trong số các hầu gái có người đã từng làm bà đỡ trước đây nên việc sinh đẻ của du không có gì phải lo lắng hết thấy vậy hiraku và mọi người cùng có thắc mắc không biết cảm giác mang thai sẽ ra làm sao thì Du liền đáp rằng mang thai chỉ giống như mang trong người hai cục bắp cải mà thôi, nó chẳng có gì là nặng nhọc nhưng vì chuyện đó mà cô lại không thể uống được rượu nên hơi thèm. Khiến mọi người nghe xong thì ai nấy cũng phải cạn lời luôn, thế là sáng hôm sau ba thiên thần canh gác đã giúp Tia thỉnh cầu Hiraku. Cậu hỏi ra thì mới biết họ ý muốn xin phép cậu bán toàn bộ rượu của làng đi vì họ đang muốn kiêng uống rượu một thời gian để cho Du đỡ thèm thuồng. Nhưng khi nghĩ đến mấy món ngon mà không có rượu thì lại chẳng ai chịu được, hiểu được ý tốt của mọi người nên Hiraku nghĩ ra cách rằng hãy ủ rượu thật lâu thêm một thời gian nữa thì khi uống sẽ ngon hơn rất nhiều đó mới chính là cách kiêng uống rượu hiệu quả nhất còn phía tộc người lùn thì không khỏi buồn bã khi thấy rằng tự dưng mọi người trong ngôi làng chẳng ai uống một giọt rượu nào chẳng lẽ bây giờ mọi người lại ghét rượu của họ đến vậy hay sao nhưng hiraku nói vì mọi người đang muốn giúp du nên mới kiêng uống rượu chứ đợi tới lúc kiêng xong thì cô gái nào cũng xóa tới bến cho mà xem nên cậu còn bảo họ sản xuất thật nhiều rượu hơn nữa và cứ thế cuộc sống của ngôi làng lại dần dần trôi đi Hiraku tới chỗ Du để hỏi thăm tình hình khi thấy bụng cô đang ngày một to hơn. Có vẻ sắp tới lúc sinh nên mọi người đã tặng cô rất nhiều quà, nhóm các thiên thần thì tặng cô một bông hoa tuyết để làm mát căn phòng. Lúc sau thì Ia tới tặng Du một loại thảo dược trên núi khiến cơ thể khỏe mạnh hơn, Rusty thì tặng Du món bảo vật của cha cô ấy là một viên ngọc phục hồi ma lực. Cô hầu gái An thì làm món pudding để mang tới bồi bổ thêm, với Hakuren là những quả táo còn lia là một cái vòng hoa. Flora đã hoàn thành món súp miso đậu phụ khiến cả hai người ai cũng khen ngon. Nhóm thú nuôi thì mang tới thịt thỏ cùng với những bộ quần áo trẻ em để đợi khi Du sinh con. Còn anh trai tộc thần lằn thì nguyện hiến máu để Du có thêm sức khỏe. Được mọi người tặng quà thế này làm Du rất vui. Lúc này Hiraku mới để ý tộc người lùn còn tặng Du một cái búa không biết sau này sẽ có tác dụng gì. Đúng lúc này Du thấy bụng mình có gì đó đang thay đổi. Hình như Du cảm thấy mình sắp sinh nên các cô gái liền chuẩn bị khăn và nước nóng trong căn phòng của Du lúc này có Sena chăm sóc chuẩn bị cho việc đỡ đẻ. Còn Hiraku thì rất lo lắng vì lúc này cậu không thể ở bên cạnh để giúp Du và điều mà Hiraku có thể làm được lúc này là ra chỗ hốc cây đại thụ. Đó là nơi khởi đầu của mọi thứ và cầu nguyện cho mọi việc diễn ra thuận lợi. Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh và chẳng mấy mà trời đã sáng. Hiraku trở phòng của Du và thấy mọi người nói rằng cô đã mẹ tròn con vuông. Nghe lời mọi người cậu đã đỡ đứa bé trên tay Du một cách rất nhẹ nhàng ôm đứa bé trong lòng thì hiraku cảm nhận được cơ thể của thằng cu vừa nặng vừa ấm thấy nó có hơi tinh nghịch thì du nói rằng hồi trong bụng mẹ nó cũng năng động giống hệt như thế bỗng đứa bé nở nụ cười trên môi khiến cho hiraku vô cùng hạnh phúc mọi người liền chúc mừng hiraku vì lúc này cậu đã lên chức bố còn lúc này trong lòng hiraku chỉ mong thằng bé có thể lớn lên thật mạnh khỏe và sẽ không mắc bệnh tật gì giống như bố nó trước đây nhưng du liền cầm tay cậu và nói rằng cả hai người sẽ nuôi nấng nó trưởng thành Đúng lúc này thằng cu cất tiếng khóc làm Hiraku chưa biết xử lý ra sao. Theo đề xuất của Du thì Hiraku đã đặt tên con trai là Anfet. Cậu nghĩ có lẽ nó thuộc tộc bán ma cà rồng vì mang trong mình dòng máu của cậu và Du. Lúc này Hiraku nhớ lại những chuyện xảy ra từ khi tới đây, tưởng rằng một cuộc sống làm nông sẽ làm cậu cô đơn và buồn chán. Nhưng cậu đã gặp được rất nhiều người khiến cuộc sống ngày càng vui hơn. Cậu không những đã trở thành trưởng làng mà giờ đây còn trở thành một người bố. Nên cậu liền nghĩ xem mình phải làm gì đó để đền đáp lại tấm lòng của mọi người trong ngôi làng hôm sau cậu gọi mọi người tới phòng khách để thông báo rằng cậu sẽ thêm một hệ thống vào trong làng đó là những đồng xu phần thưởng thấy các cô gái thắc mắc thì cậu nói rằng những đồng xu này sẽ được thưởng cho những người đã có nhiều đóng góp cho ngôi làng và có thể dùng những đồng xu này để đổi lấy thứ mình thích hoặc nhờ vả người khác tia thấy giống như tiền thì hiraku liền nói sớm muộn gì làng cũng cần có tiền tệ lúc này cậu đã giải thích kỹ hơn cho mọi người biết rằng những thứ lương thực sẽ được giao hết lại cho hiraku và cậu sẽ chia đều nó cho mọi người khi ai đó muốn gì thì chỉ cần tới chỗ của Hiraku là có. Nhưng vì giá trị của các loại lương thực không giống nhau nên cần quy đổi sang tiền tệ để trao đổi. Nghe xong thì Florem và Lia đã hiểu rất nhanh vì họ cũng từng dùng tiền để mua bán. Nhưng Rusty và Hakuren của Long tộc thì chỉ có vàng nên giờ mới biết cách dùng của tiền là như vậy. Hiraku cho rằng nếu giờ mà cứ phân phát tiền ra thì sẽ loạn hết, nên cậu sẽ dùng xu phần thưởng để thử nghiệm trước xem sao. Thế là trước mắt mỗi người dân của làng đã được phát 3 đồng xu và những đồng xu này không thể bị làm giả vì do chính tay Hiraku tạo ra. Ngay sau đó mọi người đã dùng đồng xu này để đổi lấy những thứ khác nhau từ Hiraku để phục vụ cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi có những thứ dân làng cần mà cậu lại không thể không thể đổi được. Chuyện là một em gái thú nhân đã cầm đồng xu tới chỗ Hiraku và nói mình muốn có em bé. Lia thấy vậy định gọi cảnh sát nhưng may mà Hiraku đã từ chối kịp thời. Thế là sau đó yêu cầu đã đổi lại là được Hiraku phục vụ một ngày. Ít lâu sau tiệc ăn mừng du hạ sinh con trai Anfet đã diễn ra. Vì đã kiêng rượu một thời gian dài nên tối hôm đó các cô gái đã ăn nhậu tới bến, chỉ có Du là chưa uống được vì cô vừa mới sinh con. Đúng lúc này tộc người lùn đã mang tới một thùng rượu đặc biệt để chúng mừng đôi vợ chồng và với cái búa hôm trước họ đã cùng nhau đập bể nắp thùng rượu. Việc này khiến Hiraku thấy giống như là đang cắt bánh ăn mừng ở thế giới cũ, mọi người sau đó đã cùng nhau tiệc tùng rất vui vẻ. Donoban liền tới nâng chén chúc mừng phu nhân nhưng cô chưa thể uống được vì đang cho con bú, còn cô em gái Flora vui tính quá liền muốn biến Anfet làm con trai mình luôn hôm sau ở pháo đài ma vương đã nhận được tin ở ngôi làng vừa hạ sinh được một bé trai suy nghĩ một hồi thì họ cho rằng đây chính là cách để có mối quan hệ thân thiết với ngôi làng đó và một người liền đề nghị gả công chúa cho hiraku nhưng ma vương lại không cho phép phía thương nhân michael đã gửi quà tới chúc mừng hiraku còn ở ngôi làng thì cuộc sống tươi đẹp của hiraku vẫn cứ tiếp diễn những tộc người khác tới nhập cư ngày càng đông hơn khiến hiraku phải tính xây thêm một ngôi làng nữa nhìn những thứ mình có được từ khi tới đây khiến hiraku thầm nghĩ thật hạnh phúc khi mình đã được sống ở thế giới này và bộ anime rất hay tới đây cũng là kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo